rể quý trời cho. chương 516, Thiện Ác Hữu Báo Công Tôn Ninh và Lạc Tâm nghe thấy lời nói của Lâm Thanh Diệt, thân thể đều cứng đờ, trong lòng sinh ra dự cảm bất an. Lâm Thanh Diệt anh bỏ qua cho tôi đi, tôi đảm bảo là sau này sẽ không tìm anh gây phiền phức nữa đâu. Sau khi tôi trở lại nhà họ Công Tôn nhất định sẽ cầu xin gia tộc thay cho anh, để bọn họ từ bỏ tìm anh gây sự. Hơn nữa dựa vào thực lực của quan lính, Người ở trong tộc chắc chắn sẽ sẵn sàng chấp nhận gia tộc của bọn anh một lần nữa. Mặt mũi Công tôn Ninh tràn đầy khẩn trương mà nói. Từ khí thế hung hăng của lúc ban đầu, cũng chỉ trôi qua có 5 phút liền xảy ra thay đổi hoàn toàn, thái độ đối với Lâm Thanh Diện cũng ở hai thái cực, lúc này Công tôn Ninh đã có chút thất hồn lạc phách. Lâm Thanh Diện nghe được lời nói của Công tôn Ninh thì lập tức nhếch miệng, lên tiếng nói, các người cũng xứng mà nói chấp nhận chúng tôi một lần nữa à? anh thật sự cho rằng bây giờ tôi để nhà họ công tôn của anh vào trong mắt ư. Ừ. Audio điện tử võ tấn bền Năm đó nhà họ công tôn của các người đã đuổi ông nội của tôi đi, lúc lập ra kế hoạch sát hại, tại sao lại không nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy? Bây giờ ba của tôi đã là ông chủ của quan lĩnh, cho nên muốn hàn gắn quan hệ với chúng tôi. Nằm mơ đi, hôm nay anh không thể nào bước ra khỏi cái nhà hàng này đâu, Bây giờ chuyện của quan lĩnh là bí mật lớn nhất của tôi mà anh cũng đã biết được rồi, cho nên cũng sẽ không cần nghĩ đến loại khả năng để anh còn sống mà trở về. Tôi muốn cho nhà họ công tôn một niềm vui vô cùng to lớn, muốn để cho bọn họ hiểu rằng tất cả những chuyện ác mà bọn họ đã làm làm đều sẽ để tôi tới làm thẩm phán. Người nhà họ công tôn, tôi sẽ không bỏ qua cho một ai. Công tôn ninh nghe thấy lời của Lâm Thanh Diệt, thân thể cũng nhịn không được mà run rẩy. trong lòng của anh ta biết rất rõ ràng, những chuyện lúc trước mà nhà họ công tôn đã làm, vì toàn bộ gia tộc mà chôn mất một hạt giống, bây giờ hàng giống này đã trưởng thành thành cây đại thụ che trời. Đáng tiếc là cây đại thụ che trời này cũng không phải là đến để che mưa chắn gió cho nhà họ công tôn, mà nó sẽ hung hăng đánh về phía tất cả những người của nhà họ công tôn. Có thể đoán được, chỉ cần quan lĩnh ra tay với nhà họ công tôn, vậy thì nhà họ công tôn tuyệt đối sẽ không còn đường sống sót. Anh ta run rẩy nhìn lâm thanh diệt, trên môi đã không còn màu máu. Anh ta còn muốn cầu xin tha thứ với Lâm Thanh Diệt, nhưng mà trong lòng lại có một loại cảm giác bất lực, căn bản cũng không nói ra được nửa câu. Còn có gì ngôn nào muốn giao hay không, chờ đến lúc tôi tìm người nhà họ Công Tôn của anh báo thù, có thể mang đến thay cho anh. Lâm Thanh Diệt lại nói một câu. Biểu cảm của Công Tôn Ninh đột nhiên trở nên dữ tợn, mở miệng la hét với Lâm Thanh Diệt, cho dù anh có là thiếu chủ của Quan Lĩnh thì như thế nào chứ, nhà họ Công Tôn của tôi cũng sẽ không sợ như thường. Hai ba con của các người cũng sẽ không có kết cục tốt đâu. Bản năng muốn sống sót khiến Công Tôn Ninh lấy điện thoại di động của mình ra từ trong quần áo, muốn gửi tin nhắn khẩn cấp về cho nhà họ Công Tôn, để bọn họ biết được thân phận của Lâm Thanh Diện và âm mưu của anh đối với nhà họ Công Tôn. Dù sao hôm nay muốn sống sót cũng là chuyện không thể, cho nên anh ta cũng chỉ có thể cố gắng hết sức mình để người nhà họ Công Tôn chịu thiệt thòi ít một chút. Nhưng mà anh ta vừa mới lấy điện thoại di động ra, Lâm Thanh Diện liền đá một đá tới, cái tay đang cầm điện thoại của anh ta phát ra tiếng vang răng rắc, điện thoại cũng bay ra ngoài. Lúc này một tay của Lâm Thanh Diện bóp lấy cổ của công tôn ninh, nhấc anh ta từ dưới đất lên, trong nháy mắt mặt của công tôn ninh đỏ bừng, hai tròng mắt không ngừng lồi ra bên ngoài, thân thể cũng dẫy ruộng. Lạc tâm ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này mà mặt mũi tràn đầy sợ hãi, chỉ là chân của cô ta không dùng được sức lực, cho dù có muốn chạy cũng không thể chạy được hai người Trung Thiên Nguyên và Tưởng Ngọc Khiết đều ngơ ngác nhìn Lâm Thanh Diện, bởi vì trên người của Lâm Thanh Diện lại lộ ra khí thế có chút không thở nổi. Trước đó bọn họ còn cho rằng là bởi vì khí thế khiếp người của Lý Phủ Đồ, cho nên nghĩ rằng Lâm Thanh Diện không phải là đối thủ của Lý Phủ Đồ. Nhưng mà khi cảm nhận được sự kinh khủng của Lâm Thanh Diện, bọn họ mới biết được loại khí thế tiềm ẩn không bộc phát ra mới là càng đáng sợ. Một người chỉ có thể trải qua giai đoạn bộc lộ thực lực rồi thì mới có thể trở nên thu liếm dựa vào khí thế lâm thanh diệt, cũng không phải là không thể đánh bại Lý Phủ Đồ, mà đã sớm cao siêu hơn Lý Phủ Đồ. Anh có thể thu liếm được khí thế ở trên người của mình lại, Lý Phủ Đồ cách với cấp độ này vẫn còn kém xa. Ánh mắt của Trung Thiên Nguyên nhìn về phía Lâm Thanh Diện hơi híp lại, ông ta cảm giác Lâm Thanh Diện ở trong mắt của ông ta lại trở nên cao thâm khó lường thêm mấy phần. Lúc trước Lâm Thanh Diện ở trong mắt của ông ta cũng chỉ là một phận con cháu, sau này người có phận con cháu này lại đoạt lấy quyền khống chế nhà họ Lâm, Trung Thiên Nguyên cho rằng Lâm Thanh Diện đã có tư cách ngang bằng với ông ta. Mà bây giờ Lâm Thanh Diện lại bộc lộ ra sức lực khiến cho Trung Thiên Nguyên cũng theo không kịp, anh có thể tùy tiện giết chết một người của gia tộc cao cấp trên thế giới mà lại không có bất kỳ băn khoăn nào, cái này chính là chuyện mà Trung Thiên Nguyên không có cách nào làm được. Trôi qua không bao lâu, Công Tôn Ninh bị Lâm Thanh Diện bóp cổ liền dừng động tác vùng vẫy, không có chút động tĩnh nào lâm thanh diện ném công tôn ninh xuống mặt đất dọa đến nỗi thân thể của lạc tâm khẽ run lên lâm thanh diện quay đầu nhìn về phía lạc tâm đi đến trước mặt của cô ta lạnh lùng nói đến lượt cô rồi lạc tâm trực tiếp khóc lên nhanh chóng dập đầu mấy cái xuống mặt đất với lâm thanh diện mở miệng nói lâm thanh diện tôi đã biết sai rồi từ lúc đầu tôi không nên đuổi cậu ra khỏi nhà họ lâm không nên làm ra chuyện nhắm vào cậu như vậy cũng không nên ra tay với vợ của cậu cậu cho tôi hối cải một lần có cơ hội làm lại cuộc đời, tôi bằng lòng vì cậu mà làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần cậu có thể bỏ qua cho tôi. Tôi không muốn chết, cầu xin cậu đó. Lâm Thanh Diện nở nụ cười, lên tiếng nói chuyện mà tôi muốn cô làm chính là đi chết đi, cô hại vợ của tôi đến nay vẫn không rõ tung tích, em gái của tôi mới tỉnh lại vào mấy ngày trước, cô cảm thấy cô dập đầu với tôi mấy cái thì tôi sẽ tha thứ cho cô à. Lâm Thanh Diện, trước đó đều là do tôi quá ngu ngốc, là do đầu của tôi bị cua kẹp, chỉ cần cậu không giết tôi cậu kêu tôi làm trâu làm ngựa đều có thể nếu như cậu cảm thấy tôi dập đầu không đủ tôi còn có thể luôn luôn dập cho đến khi cậu hài lòng mới thôi mặt mũi của lạc tâm tràn đầy hối hận mà nói ha ha thật là ngại quá bây giờ muốn dập tắt lửa giận của tôi thì cũng chỉ có một cách là để cho cô chết thôi lâm thanh diện nói xong sau đó bóp lấy cổ của lạc tâm lạc tâm bắt đầu ho kịch liệt chố mắt nhìn cơ thể của mình bị lâm thanh diện nhấc lên từng chút từng chút một lại bất lực. Trong lòng của cô ta hiểu rất rõ ràng, lần này mình thật sự phải chết rồi, cô ta làm nhiều chuyện như vậy, mưu tính lâu như vậy, cuối cùng vẫn thành công dã tràng. Những ký ức trong quá khứ hiện lên trước mắt của cô ta, nhớ đến những chuyện trước đó mà mình đã làm, trong lòng của cô ta cũng cảm thấy mình có chút buồn cười. Chuyện mà cả đời này cô ta không nên làm nhất chắc có lẽ là đuổi Lâm Thanh Diện ra khỏi nhà họ Lâm, đáng tiếc bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi. Lâm Thanh Diện vẫn luôn chờ đến lúc Lạc Tâm đã mất đi nhiệt độ cơ thể thì mới ném cô ta xuống mặt đất, lần này anh sẽ không để cho Lạc Tâm có bất cứ cơ hội sống sót nào. Trên thế giới vĩnh viễn sẽ không còn con người Lạc Tâm này nữa. Sau khi giải quyết hai người công tôn ninh và Lạc Tâm, Lâm Thanh Diện cũng thở một hơi nhẹ nhõm, cảm giác phiền phức vẫn luôn quanh quẩn ở trong lòng của mình cuối cùng cũng đã biến mất, trong lòng lập tức dễ chịu hơn không ít. Anh quay người nhìn về phía hai người Trung Thiên Nguyên và Tưởng Ngọc Khiết, trên mặt lại lộ ra nụ cười bình thường, khí thế trên người cũng đã thu liếm lại. Chúng ta có thể đi rồi, chuyện ngày hôm nay xảy ra ở đây đừng nói với người khác, nhà họ công tôn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, người của bọn họ đến một người thì tôi sẽ giết một người, chờ đến lúc bọn họ kịp phản ứng lại thì đó cũng là lúc nhà họ công tôn biến mất trên thế giới này. chương 517, tầm nhìn thiển cận. Tập đoàn Ninh Vân, ở trong phòng làm việc của Lâm Tài Thu, Lâm Tài Thu và Lâm Thanh Ngân đang ngồi cùng với nhau, có thể nhìn thấy được vẻ mong đợi trên gương mặt của bọn họ. Lâm Thanh Ngân có chút mê mẩn sờ sờ tóc của mình, mỉm cười nói với Lâm Tài Thu, anh nói xem, sau này nếu như tôi đi theo anh Ninh trở về nhà họ Công Tôn, sống trong gia tộc của bọn họ thì sẽ có địa vị như thế nào đây? Lâm Tài Thu nở nụ cười, mở miệng nói, tôi khuyên cô vẫn nên đừng ôm lấy mộng tưởng quá cao, con nhà giàu giống như anh ta, ở bên cạnh căn bản không thiếu phụ nữ cho dù anh ta thật sự có mang cô về nhà họ Công Tôn, cô chắc chắn cũng chỉ là một trong số những người phụ nữ của anh ta mà thôi, trong cuộc đấu tranh của mấy gia tộc siêu cấp như bọn họ, cũng không đơn giản như là cô suy nghĩ đâu. Lâm Thanh Ngân không thèm quan tâm chút nào, khịt mũi với Lâm Tài Thu rồi nói, là như thế thì như thế nào chứ, ít nhất thì tôi cũng đã bước chân vào xã hội thượng lưu. Nếu như không phải là anh Ninh, tôi cho rằng nhà họ Lâm cũng đã được xem như là xã hội thượng lưu rồi sự xuất hiện của anh ấy mới khiến cho tôi ý thức được, trên đời này vẫn còn tồn tại người tốt hơn so với chúng ta nhiều. Lâm Tài Thu cười cười với Lâm Thanh Ngân, sau đó đưa một cái tay về phía Lâm Thanh Ngân, nói, dù sao thì lần đầu tiên của cô cũng đã cho anh ta rồi, không bằng cũng cho tôi sung sướng đi. Tôi đã thèm nhỏ dãi cô rất lâu rồi, chắc chắn là anh ta sẽ không phát hiện đâu. Lâm Thanh Ngân cũng không mang dòng máu của nhà họ Lâm, lúc trước kia còn muốn đi theo Lâm Thanh Diện. Lâm Tài Thu cũng bởi vì sắc đẹp của Lâm Thanh Ngân, cho nên trong lòng đã dục dịch. Lâm Thanh Ngân trực tiếp đẩy bàn tay của Lâm Tài Thu ra, trên mặt lộ ra một tia chán ghét, mở miệng nói, nếu như tôi nói suy nghĩ này của anh cho anh Ninh, anh cảm thấy là anh Ninh sẽ bỏ qua cho anh à? Lâm Tài Thu cười cười mở miệng nói, bây giờ tôi với cô chính là châu chấu trên cùng một sợi dây, nếu như cô không cho tôi tốt hơn, đương nhiên tôi cũng sẽ không để cho cô tốt hơn, cô xác định là sẽ nói tôi cho công tôn Ninh biết à? lâm thanh ngân tràn đầy u oán nhìn lâm tài thu một chút sau đó cũng không nói cái gì nữa lâm tài thu không đánh chủ ý vào lâm thanh ngân nữa mà là chuyển chủ đề lên tiếng nói hôm nay công tôn ninh đã lên kế hoạch đối phó với lâm thanh diện nghe nói là anh ta đã mời đến một cao thủ siêu cấp tính thời gian chắc có lẽ lâm thanh diện cũng đã bị giải quyết rồi lâm thanh ngân nhàn nhạt gật đầu nói anh ninh đã ra tay sao lâm thanh diện có khả năng chống đỡ được chứ anh ta cũng không nhìn xem mình là cái thá gì Vậy mà lại cố chấp muốn đối nghịch với anh Ninh. Cho dù anh ta có cơ hội thành công thoát khỏi cuộc công kích trong thương trường của anh Ninh, anh ta cũng không thể nào có khả năng tránh thoát kế hoạch lần này của anh Ninh được. Trước đó không phải cô còn muốn đi theo Lâm Thanh diện à, sao bây giờ lại nói ra mấy lời này vậy chứ? Lâm Tài thu lên tiếng cười. Hừ, tôi đây cũng chỉ là chim khôn biết chọn cành mà đậu thôi. Anh ta không biết tốt xấu, muốn đối nghịch với anh Ninh, đương nhiên là tôi sẽ không có cảm giác gì với anh ta rồi hơn nữa anh ta so với anh ninh ngay cả một cái rắm cũng không bằng tôi cũng không ngốc tại sao phải ở lại bên cạnh của anh ta chứ trên mặt của lâm thanh ngân lập tức tràn đầy khinh thường mà nói cô ta vừa mới nói xong thì nghe thấy ở bên ngoài truyền đến tiếng bước chân lột cộp trông có vẻ rất vội vàng hai người đều có chút tò mò cả hai đều đứng dậy đi ra phía bên ngoài vừa mở cửa phòng làm việc ra hai người liền nhìn thấy một đám người ở bên ngoài đang khuân đồ chạy lên phía trước ở phía sau bọn họ còn có một đám người đang mặc đồng phục của bảo vệ xua đuổi bọn họ. Sắc mặt của Lâm Tài Thu thay đổi nhanh chóng, bước ra ngoài ngăn ở phía trước một người đang cuống cuồng chạy, lên tiếng hỏi, "Đây là có chuyện gì vậy? Các người chạy cái gì chứ?" Tập đoàn Ninh Vân đã tiêu đời rồi, người ta đến Nghiêm Phong, bây giờ không chạy thì chờ bị bắt hả?" Người đó nói một câu với Lâm Tài Thu, sau đó lại dùng một tay đẩy Lâm Tài Thu ra, tiếp tục chạy về phía trước. Lâm Tài Thu lập tức nhíu mày, không ngờ đến đến tập đoàn Ninh Vân vốn dĩ đang tốt lành, tại sao lại đột nhiên bị niêm phong. Lâm Thanh Ngân cũng bước ra từ trong phòng làm việc, nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn ở bên ngoài, trong lòng cũng run lên, lên tiếng hỏi, có chuyện gì vậy, dựa vào bối cảnh của anh Ninh, chắc là không có người đến niêm phong nơi này mới đúng chứ. Bảo vệ ở phía bên kia đang đi về phía của bọn họ, Lâm Tài Thu trầm ngâm một lát, sau đó đi lại phía bên kia hỏi chuyện. Ai kêu các người đến đây vậy? nơi này chính là chỗ của tập đoàn Ninh Vân, không có sự cho phép, các người đi vào quấy rối như thế này là phạm pháp đó. Lâm Tài Thu nói một câu với đám người kia. Đội trưởng bảo vệ nghe thấy lời nói của Lâm Tài Thu, dừng lại mở miệng nói, tập đoàn Ninh Vân bị nghi ngờ lừa đảo, thu lợi bất hợp pháp và xúi dục người khác gây ra hoạt động phạm tội. Chúng tôi nhận được mệnh lệnh niêm phong nơi này, ai nói bọn tôi đến đây để gây rối hả? Mẹ kiếp, Lâm Tài Thu trực tiếp la lên, sao anh ta có thể tin tưởng được tập đoàn ninh vân sẽ có tội danh như vậy lấy văn bản đã được ký tên của các người ra đây đội trưởng bảo vệ trực tiếp lấy văn bản đã được xác nhận và văn bản niêm phong ra cùng với tài liệu được công tôn ninh ký tên để cho lâm tài thu nhìn xem lâm tài thu lấy tới nhìn thoáng qua phát hiện những tài liệu này đúng là thật hơn nữa còn có con dấu và chữ ký của công tôn ninh lập tức trợn tròn mắt anh ta quay đầu lại nhìn về phía lâm thanh ngân ở bên cạnh trong ánh mắt lộ ra vẻ bối rối lẩm bẩm nói tại. Tại sao lại có thể như vậy? Hôm nay không phải là còn đang đối phó với Lâm Thanh Diện à? Tại sao chỉ trong trước mắt, tập đoàn Ninh Vân liền toi đời rồi? Trên mặt của Lâm Thanh Ngân cũng tràn đầy vẻ sốt ruột mà nhận lấy những phần tài liệu kia, nhìn thoáng qua, sau đó thân thể đông cứng tại chỗ, trong đầu nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói chẳng lẽ là lần này anh Ninh cũng thất bại rồi. Tại sao chứ, rốt cuộc là Lâm Thanh Diện thành công như thế nào? anh ta căn bản cũng không có tư cách để đấu với anh Ninh mà, nhưng mà tại sao lại có kết quả như thế này? Đội trưởng bảo vệ đó nhìn chầm chầm vào hai người Lâm Tài Thu và Lâm Thanh Ngân, sau đó lấy hai tấm ảnh chụp ra, sau khi so sánh một chút, lập tức ra lệnh cho người ở bên cạnh, mau bắt hai người bọn họ lại đi. Bọn họ là hai nhân vật đứng đầu trong nhóm lừa gạt của tập đoàn Ninh Vân, không nghĩ tới là hai người bọn họ lại chủ động đưa tới cửa, nhất định không thể để cho hai người bọn họ chạy mất. Mấy người đang mặc đồng phục bảo vệ nghe nói như vậy, lúc này đều vọt về phía của Lâm Tài Thu và Lâm Thanh Ngân, nhanh chóng áp chế bọn họ nằm trên mặt đất. Hai người Lâm Tài Thu và Lâm Thanh Ngân đều cảm thấy ngơ ngác, còn chưa hiểu cái gì thì đã bị tóm rồi. Con mẹ nó chứ các người thả tôi ra, chúng tôi không có làm cái gì cả, các người dựa vào cái gì mà bắt chúng tôi? Lâm Tài Thu mở miệng la một câu. Các người có làm hay không, chờ đến lúc chúng tôi đưa các người về rồi thì biết thôi đội trưởng của đội bảo vệ mở miệng nói. Tiếp theo liền có một đám người khống chế hai người bọn họ đi ra bên ngoài. Vừa đi, đội trưởng đội bảo vệ đó còn nói một câu với hai người bọn họ, à đúng rồi, gia chủ nhà họ Lâm, người đã hỗ trợ vạch trần tội ác của tập đoàn Ninh Vân của các người, kêu tôi gửi đến các người một câu tầm nhìn thiền cận, sẽ chỉ đẩy mình vào vực sâu. Nghe thấy lời nói này của đội trưởng bảo vệ, trong lòng của hai người Lâm Tài Thu và Lâm Thanh Ngân đều nặng nề trong nháy mắt thân thể liền nguội lạnh. chương 518, tung tích của hứa Bích Hoài. Tòa cao ốc thiên nguyên. Ở bên cạnh giường bệnh của Trung Linh Nhi, Lâm Thanh Diện đang ngồi ở bên giường gọt trái cây cho Trung Linh Nhi. Trung Linh Nhi chừng đôi mắt to nhìn Lâm Thanh Diện, trong đôi mắt xinh đẹp có ánh sáng lấp lánh, gần như nhìn đến muốn ngơ ngẩn cả người. Sau khi gọt trái cây xong, Lâm Thanh Diện đưa cho Trung Linh Nhi, cười nói ăn đi. Trung Linh Nhi nuốt nước bọt, không biết là cảm thấy quả táo này ngon, hay là lâm thanh diện mê người. Trải qua một đoạn thời gian bình phục, tình huống của Trung Linh Nhi đã chuyển biến tốt hơn rất nhiều, gương mặt vốn gầy yếu cũng đã trông có vẻ hồng hào hơn mấy phần, cả người cũng đã hoạt bát hơn rất nhiều. Dựa theo lời nói của bác sĩ, không cần bao lâu nữa cô ta có thể bước xuống giường hoạt động. Em muốn ăn anh, Trung Linh Nhi không hề kiêng kỵ gì mà liếm liếm môi, lộ ra một mặt khác vọng với Lâm Thanh Diện gương mặt của lâm thanh diện tràn đầy bình tĩnh nhìn trung linh nhi trực tiếp nhét miếng táo vào trong miệng của cô ta lên tiếng nói ăn thịt người là phạm pháp ôi chao ai muốn ăn thịt của anh chứ em nói là ăn cái gì đó anh hiểu mà trung linh nhi liếc mắt đưa tình với lâm thanh diện lâm thanh diện lườm trung linh nhi một chút mở miệng nói em nên nghỉ ngơi đi anh đi trước đây trung linh nhi lập tức làm nũng mà nói đúng là quỷ hẹp hòi mà em không nói câu nói kia nữa còn không được hay sao anh ngồi yên lại cho em đi, nếu như mà anh đi thì tốc độ khôi phục của em sẽ trở nên cực kỳ chậm đó, không phải là anh muốn em sớm ngày hồi phục à. Mặt mũi của Lâm Thanh Diện tràn đầy bất đắc dĩ mà nhìn Trung Linh Nhi, nghĩ đến cô nhóc này là người bệnh, mình đến đây chăm sóc cho cô, cho nên lại ngồi trở về về. Khoảng thời gian này ở Kinh Đô cũng không yên bình, kể từ sau khi Lâm Thanh Diện giải quyết hai người công tôn Ninh và Lạc Tâm, tập đoàn Ninh Vân bị niêm phong, Kế hoạch cải tạo thành phố cũ đã xóa tên của tập đoàn Ninh Vân, nhà họ Lâm đang kiểm soát các sản nghiệp dưới tên của tập đoàn Ninh Vân, hàng loạt các thứ đang bùng phát trong cuộc thảo luận của mọi người. Dường như là không ai nghĩ đến một ngày trước, tập đoàn Ninh Vân vẫn còn nở mày nở mặt, trong nháy mắt liền đi tong. Mà tất cả mọi người có thể đoán được, người làm cho số mệnh của tập đoàn Ninh Vân thay đổi như thế, chính là nhà họ Lâm. Điều này cũng làm cho đám người nhận thức thêm về thực lực của nhà họ Lâm. Tập đoàn Ninh Vân lớn mạnh như vậy, vậy mà cũng có thể tiêu tan trong một thời gian ngắn, đủ để chứng minh sự kinh khủng của nhà họ Lâm. Thế lực ở khắp nơi trong kinh đô đều biết rõ được sự tranh lệch của bọn họ với tập đoàn Ninh Vân, vậy mà tập đoàn Ninh Vân cũng không phải là đối thủ với nhà họ Lâm, đương nhiên là bọn họ càng không thể nào với lên tới nhà họ Lâm được. Cho nên tiếng tăm của nhà họ Lâm ở kinh đô đã cao hơn một đoạn so với trước kia, nhà họ Lâm cũng gần như sưng bá kinh đô thương hội thiên nguyên cũng là vì có mối quan hệ với nhà họ lâm nước lên thuyền lên cộng thêm việc hợp tác với kế hoạch cải tạo thành phố cũ cũng làm cho thương hội thiên nguyên lớn mạnh hơn lúc trước rất nhiều mà nhân vật chính một tay tạo nên những chuyện này cái tên lâm thanh diện cũng đã vang xa ở kinh đô những tin đồn trong quá khứ liên quan đến lâm thanh diện những lời chửi bới toàn bộ đều quét sạch sành xanh bây giờ tất cả mọi người biết rằng lâm thanh diện thâm bất khả lộ không phải như bọn họ có thể tưởng tượng được lâm thanh diện anh đang suy nghĩ cái gì vậy trung linh nhi chấp chấp đôi mắt to nhìn lâm thanh diện đang ngồi ở bên giường mất hồn mở miệng hỏi một câu lâm thanh diện cười cười với trung linh nhi lên tiếng nói không có gì đâu chỉ ngẩn người mà thôi nghe thấy lâm thanh diện nói như vậy trong lòng của trung linh nhi cũng đã biết được lâm thanh diện đang suy nghĩ cái gì ngoại trừ người đó còn ai có thể để cho lâm thanh diện lộ ra thần thái như thế này mặc dù là trong lòng mất mát nhưng mà lý phủ đồ cũng không có nói cái gì dù sao thì cô ta cũng đã đồng ý với lâm thanh diệt sau này cô ta sẽ không đánh chủ ý lên lâm thanh diệt nữa mà là đánh chủ ý lên con trai của lâm thanh diệt bây giờ suy nghĩ lại yêu cầu này của cô ta quả thật là ngu xuẩn mà bây giờ hứa bích hoài ở đâu còn không biết nữa cũng không biết là lúc nào con trai của lâm thanh diệt mới có thể sinh ra đời quan trọng nhất chính là nếu như sinh ra một đứa con gái vậy thì trên cơ bản yêu cầu này của cô ta mất trắng rồi Hừ, thật sự là tức chết em rồi mà. Nếu như mà em ở trong trạng thái đó, giống như là một kẻ ngốc." Trung Linh Nhi không khỏi nói một câu. Lâm Thanh Diện cảm thấy kỳ quái, không biết Trung Linh Nhi đây là thế nào, mở miệng hỏi, "Sao vậy? Tại sao em lại giống với kẻ ngốc chứ?" Trung Linh Nhi cảm giác Lâm Thanh Diện đây là đang chê cười cô ta, trong lòng cô ta càng thêm tức giận. "Ai cần anh lo chứ, đều là bởi vì anh cho nên em mới biến thành kẻ ngốc." Trung Linh Nhi tức giận nói lúc hai người đang cãi nhau điện thoại di động của lâm thanh diện nhận được một tin nhắn ở trong tin nhắn được bổ sung một tấm hình trên tấm hình đó là một bên mặt của một cô gái sau khi nhìn thấy tấm hình này lâm thanh diện lập tức đứng dậy lâm thanh diện có thể xác định được một bên mặt trong tấm ảnh này trăm phần trăm chính là hứa bích hoài ở phía dưới tấm ảnh còn bổ sung thêm một câu đại học phú đán ở thượng hải lâm thanh diện cẩn thận nhìn chằm chằm vào khung cảnh của tấm ảnh đó xác thực đó chính là kiến trúc biểu tượng của Đại học Phú Đán. Không ngờ đến là hứa bích hoài lại đến thành phố Thượng Hải, hơn nữa còn xuất hiện ở trong Đại học giàu có như thế này. Trong lòng cũng Lâm Thanh Diện lập tức dâng lên hy vọng, tìm lâu như vậy rồi, rốt cuộc cũng đã tìm được nơi của hứa bích hoài, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hứa bích hoài hình như cũng không chịu phải bất cứ thương tổn nào, xem ra còn thật sự rất vui vẻ. Kích động qua đi, trong lòng của Lâm Thanh Diện liền dâng lên một chút nghi hoặc anh không hiểu tại sao sau khi hứa bích hoài mất tích mà lông tóc lại không có tổn hao gì hơn nữa lại còn vui vẻ như thế nữa chẳng phải là hứa bích hoài không xảy ra chuyện gì không phải là nên nhanh chóng trở về tìm mình à cho dù không trở lại thì ít nhất cũng phải liên lạc với mình chứ chắc chắn là cô cũng biết mình đang lo lắng lấy sự hiểu biết của lâm thanh diện đối với hứa bích hoài xảy ra chuyện như thế này cô không thể nào còn có tâm tư chơi đùa vui vẻ ở trong đại học được trong này chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó mà Lâm Thanh Diện không hiểu, hoặc là người ở trong bức ảnh này chỉ có dáng dấp giống với hứa bích hoài, chứ thật ra cũng không phải là hứa bích hoài. Mặc kệ là nguyên nhân gì, bây giờ Lâm Thanh Diện cũng xem như đã nhìn thấy hy vọng, người ở trong ảnh chụp này có phải là hứa bích hoài hay không, chờ Lâm Thanh Diện tìm được rồi thì có thể biết rõ thôi. Trung Linh Nhi nhìn Lâm Thanh Diện từ kích động chuyển sang nghi ngờ, lại từ nghi ngờ trở nên kiên định, trong lòng có chút kỳ quái, liền mở miệng hỏi anh sao vậy Lâm Thanh Diện mỉm cười nhìn về phía Trung Linh Nhi nói, đã tìm được nơi của chị dâu em rồi, nhưng mà vẫn còn chưa xác định được có phải là cô ấy không, anh cảm giác 90% không phải là sai lầm. Để anh đi đặt vé máy bay đi đến đó xác nhận một chút, em yên tâm dưỡng bệnh đi, chờ anh trở lại sẽ mang quà về cho em. Nói xong Lâm Thanh Diện liền xoay người đi ra khỏi phòng bệnh. Trung Linh Nhi nhìn bóng lưng rời đi của Lâm Thanh Diện trên mặt lộ ra biểu cảm mất mát, không biết tại sao hai chữ chị dâu này lại khiến cho cả người của cô ta đều sinh ra một loại cảm giác bất lực. Sau khi rời khỏi tòa cao ốc Thiên Nguyên, Lâm Thanh Diện ngồi lên xe chạy về phía nhà cổ nhà họ Lâm. Anh lấy điện thoại di động ra, đang định gọi điện thoại cho ông Độ, đúng lúc này điện thoại di động của anh lại vang lên, là của Trung Chí gọi tới. Lâm Thanh Diện ấn nghe, ở đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Trung Chí, anh Lâm không biết là anh có suy nghĩ như thế nào rồi. Gần đây học viện của chúng tôi đang cần một giáo sư am hiểu lịch sử văn vật, tôi cảm thấy anh là người thích hợp nhất, cơ hội như vậy thật sự không nhiều đâu. Nếu như có thể, tôi hy vọng là anh đến chỗ của chúng tôi làm một giáo sư khách mời. Lâm Thanh Diện nhếch miệng lên một độ cong rất nhỏ, nghĩ đến nơi mà hứa Bích Hoài đã xuất hiện, nói với người ở đầu dây bên kia điện thoại, được, tôi sẽ nhanh chóng đến Thượng Hải. chương 519, Trai Bao nước M, khu người nước C. Trong tòa nhà cao chọc trời ở khu vực trung tâm phồn hoa nhất, một ông lão tóc bạc trắng đang ngồi trong phòng làm việc, lật xem văn kiện trên bàn. Trong lưng ông lão có một bức thư pháp, bên trên có viết hai chữ công tôn, bút lực mạnh mẽ, ý nghĩa sâu xa, chỉ hai chữ mà thôi nhưng lại khiến cho con người cảm nhận được sự sự sắc bén, khí thế ngút trời. Ngọn gió cuốn qua làm bức rèm trên cửa sổ lay động, rồi sau đó bóng người mặc áo đen xuất hiện trong phòng làm việc như quỷ hồn ông lão không ngẩng đầu lên chẳng buồn trông ra cửa sổ có điều ông lại mở miệng nói chuyện ở kinh đô ra sao rồi nhà họ lâm ấy đã bị trừ khử rồi chưa vẫn chưa giọng nói của người mặc áo đen khàn khàn bàn tay đang phê duyệt văn kiện của ông lão ngừng lại ngay rồi sau đó ông ta nhíu mày ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông ấy Ông lão mở miệng hỏi, cái nhà họ Lâm ấy chỉ được dư nhiệt của anh trai vô dụng của tôi năm ấy thành lập mà thôi. Bọn chúng chỉ là trùng hôi trong mắt gia tộc công tôn chúng ta. Muốn trừ khử thì chắc hẳn dễ như trở bàn tay. Hơn nữa lần này nguồn tiếp viện tôi cho Ninh cũng không ít, sao mà nó vẫn còn chưa khử được nhà họ Lâm kia chứ? Người đứng đầu nhà họ Lâm hiện nay tên là Lâm Thanh Diệt, không biết anh ta đã sử dụng thủ đoạn gì mà chặn được sự tấn công của cậu Ninh nhiều lần. Nhà họ Lâm không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu nếu như không đoán sai sau lưng bọn họ chắc hẳn cũng có sự ủng hộ từ thế lực khác chứ bằng không sẽ không đấu lại cậu ninh đâu người đàn ông mặc áo đen cất tiếng đáp ông lão hừ lạnh rồi mở miệng nói chỉ là dư nhiệt do một tên vô dụng để lại thì có thế lực nào chịu ủng hộ bọn họ cho dù thật sự có chắc chắn chẳng phải là đối thủ của nhà họ công tôn chúng ta đâu tại ninh không chịu dùng hết sức mình lần này đợi nó trở về thì tôi phải dạy dỗ cho nó một bài học mới được nếu như nói giỏi được một nửa anh của nó thì sợ rằng nhà họ Lâm đã biến mất khỏi thế giới này rồi. Người đàn ông mặc áo đen nghe thấy thế, hắn ta lập tức ôm quyền, khom lưng nói với ông lão, "Thưa ông, cậu Ninh chỉ sợ rằng không về được." Sắc mặt ông lão trở nên nghiêm túc, ông ta nói, "Cái gì? Nó sợ tôi phạt nói nên không chịu về à?" Người của tôi truyền tin đến, bảo là công ty của cậu Ninh trong kinh đô đã bị kiểm tra và niêm phong rồi hôm ấy cậu ninh mời lâm thanh diện ăn cơm trong một nhà hàng nhưng chưa từng bước ra khỏi nơi ấy sau đó người của chúng tôi đã điều tra nhà hàng ấy chẳng phát hiện ra dấu vết nào của cậu ninh cả người mất tích chung với cậu ninh còn có một cô gái tên là lạc tâm người này là kẻ thù của lâm thanh diện tôi nghi ngờ rằng cậu ninh đã bị lâm thanh diện hãm hại người đàn ông mặc áo đen đáp cậu nói cái gì ông lão chợt đập mạnh xuống bàn cây bút trong tay ông ta bị đập vỡ ninh chết trong tay người tên lâm thanh diện đó à làm sao có thể như thế? Chẳng qua nó chỉ là cháu trai do anh trai vô dụng của tôi để lại mà thôi, dù có cho nó cả trăm cơ hội thì nó cũng không phải là đối thủ của Ninh. Chúng tôi cũng không nghĩ thông rốt cuộc chuyện này là thế nào, chỉ có điều, thực tế chính là như thế, Lâm Thanh Diện ấy tương đối cẩn thận, cậu ta giúp đỡ khống chế công ty của cậu Ninh, bây giờ người ngoài đều nghĩ rằng cậu chủ đã bị bắt rồi, nhưng trên thực tế, cậu chủ đã mất tích, vốn dĩ không có ai nghi ngờ chuyện này cả người đàn ông mặc áo đen cất tiếng. Ánh mắt ông lão xa sầm xuống ngay, ông ta nhìn người đàn ông mặc áo đen chân chân rồi mới nói, còn bao lâu nữa thì cậu cả mới về. Khoảng chừng một tháng nữa, người ấy đáp, sau khi cậu cả về thì kêu nó sang nước xê một chuyến, lấy đầu của thằng Lâm Thanh Diện ấy về gặp tôi, một thằng con hoang cũng dám giết huyết thống của nhà họ công tôn, anh trai tốt của tôi, anh có cháu trai giỏi thật. Ông lão ấy cắn răng nghiến lợi mà nói, dạ, sân bay thành phố T. Một cô gái xinh xắn với vóc dáng cao giáo đeo kính đen, mặc đầm ngắn quyến rũ, khoác áo da bò đứng bên cạnh chiếc Mercedes-Benz G63. Cô ấy nhìn chăm chú vào trong sân bay, trông như thể đang chờ đợi ai đấy. Người ấy tên là Thư Hân, là tổng giám đốc Lam Khấu, công ty mỹ phẩm lớn nhất trong thành phố T. Cô ấy nổi tiếng là đào hạng sang trong giới thượng lưu ở thành phố thành phố T, ăn mặc sang trọng cùng với vẻ ngoài xuất chúng, cho dù cô ấy đi đến đâu cũng sẽ trở thành tiêu điểm của công chúng. Chỉ có điều gần như không ai biết rằng tất cả của Thư Hân đều được quan lĩnh cho, cô ấy là người nổi bật nhất trong nhóm những nhân tài được quan lĩnh bồi dưỡng. Những năm gần đây, cô ấy nổi tiếng lẫy lưng trong giới kinh doanh thành phố thành phố T với thân phận giám đốc Lam Khấu, âm thầm phụ trách tất cả hành động của quan lĩnh trong thành phố T. Lâm Thanh Diện không hề có thế lực ở thành phố thành phố T, bởi thế anh chỉ đành mượn người mà quan lĩnh sắp xếp trong thành phố này. Bây giờ anh là thiếu chủ của Quan Lĩnh, Lâm Trung Thiên chắc chắn là sẽ người đại diện của Quan Lĩnh, tất nhiên có tư cách điều động sức mạnh tuyệt đối của Quan Lĩnh. Người qua kẻ lại đều không khỏi đảo mắt nhìn Thư Hân, cũng có không ít người nhìn cô ấy chăm chú, không muốn bước đi tiếp nữa. Còn gương mặt Thư Hân toát ra vẻ kiêu ngạo, không hề quan tâm đến những người xung quanh một chút nào. Bây giờ trong lòng cô ấy đang thấp thỏm trông chờ, muốn xem xem rốt cuộc thiếu chủ của Quan Lĩnh là người như thế nào không biết có phù hợp với kỳ vọng của cô về một người đàn ông hay không. Thân là Đào Hạng Sang, tất nhiên thư hân đã đọc vị vô số người đàn ông, người đàn ông bình thường không tài nào lọt nổi vào mắt cô ấy. Chẳng bao lâu sau, Lâm Thanh Diện bước ra từ trong sân bay, hai người phụ nữ đi bên cạnh anh, bọn họ đều là người anh quen trên máy bay, một cô tên Diêu Hân Du, một cô tên Lưu Hiểu Hàm, hai người đều là học sinh của trường đại học Phú Đán, bởi vì Lâm Thanh Diện đến trường Phú Đán làm giáo sư thỉnh giảng bởi thế mới nói chuyện với hai người bọn họ một lúc. Lâm Thanh Diện nói với hai cô ấy rằng mình muốn đến Đại học Phú Đán làm giáo sư, bọn họ đều không tin, cứ nghĩ rằng Lâm Thanh Diện đang nói đùa. Lưu Hiểu Hàm có ấn tượng khá tốt về Lâm Thanh Diện, những gì nói đùa với Lâm Thanh Diện trên dọc đường đều không mấy quan tâm, có thể vì bà chị ở nhà, Diêu Hân Du thấy Lâm Thanh Diện bình bình thường thường, lại còn thích chém gió nên cảm thấy hơi khinh thường anh, có điều nói chung thì cũng phiên phiến cho qua được. Lâm Thanh Diện vừa bước ra ngoài đã nhìn thấy Thư Hân đứng bên cạnh chiếc Mercedes Benz, trông có vẻ nổi bật đến lạ lùng. Trước khi đến đây anh đã liên lạc với Thư Hân, hai người cũng trao đổi ảnh với nhau để đề phòng nhận sai người. Sau khi nhìn thấy Lâm Thanh Diện từ đằng xa, Thư Hân bèn vẫy tay với anh, Lâm Thanh Diện quay đầu nói tạm biệt với Diêu Hân Du và Lưu Hiểu Hàm rồi mới đi về phía Thư Hân. Diêu Hân Du và Lưu Hiểu Hàm nhìn về phía Thư Hân, sau khi nhìn thấy Thư Hân xinh đẹp và chiếc xe sang bên cạnh cô ấy, bọn họ đều cảm thấy hơi kinh ngạc trời ạ à, không ngờ lại có bạch phú mỹ đến đón anh ta mơ ben đấy 6 tỷ đấy người phụ nữ đó là ai vậy trông anh ta bình bình thường thường như thế mà lại được bạch phú mỹ ra sân bay rước siêu hân du tỏ vẻ ngạc nhiên có thể là bạn của cô ấy thì sao lưu hiểu hàm cất tiếng nói bạn hả tớ thấy không giống đâu nhé biết đâu chừng anh ta là trai bao của bạch phú mỹ đó ha ha uổng cho anh ta chém gió tung trời không ngờ lại là một kẻ ăn bám. Diêu Hân Du tỏ vẻ khinh bỉ. Không phải chứ, trong lâm thanh diện rất bình thường cơ mày, cũng không có đẹp trai thì sao làm trai bao được. Lưu Hiểu Hàm thắc mắc. Hàm à, cậu ngây thơ quá, người được bao nuôi chưa chắc đã đẹp trai đâu nha, chỉ giỏi về phương diện ấy là đủ rồi. Diêu Hân Du cười xấu xa. Lưu Hiểu Hàm ngơ ngác, không hiểu phương diện nào đó mà Diêu Hân Du nói là gì. Chương 520, Thư Hân Lâm Thanh Diện đi đến trước mặt Thư Hân rồi chào hỏi cô ấy, xin chào, lần này đến thành phố thành phố T phải làm phiền cô rồi. Thư Hân nở nụ cười quyến rũ với Lâm Thanh Diện, cô lên tiếng nói, có thể phục vụ cho thiếu chủ tất nhiên là vinh hạnh của Hân Nhi, chỉ có điều Hân Nhi không ngờ thiếu chủ lại gần gũi bình dị như vậy, trước lúc đến đây Thư Hân cứ ngỡ thiếu chủ phải hung dữ lắm chứ. Sau khi nói dứt lời, Thư Hân nắm cánh tay Lâm Thanh Diện, nhẹ nhàng vuốt ve một lúc rồi cất tiếng nói, Hân Nhi dẫn thiếu chủ lên xe. Lâm Thanh Diện lập tức hất tay thư Hân ra rồi nhíu mày lại, lên xe thì lên xe, đừng giở những trò mèo này nữa. Thư Hân thấy Lâm Thanh Diện vùng khỏi tay mình, nụ cười trên gương mặt cô ta càng trở nên rạng rỡ hơn, cô ta dán sát người Lâm Thanh Diện rồi nói, Hân Nhi gặp thiếu chủ lần đầu nên hơi phấn khởi, nếu như thiếu chủ cần thì Hân Nhi sẽ nghe theo mọi mệnh lệnh của thiếu chủ, gần gũi thiếu chủ là chuyện mà Hân Nhi nên làm. Lâm Thanh Diện ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt, nhạt trên người cô ta, không ngờ lại hơi quyến rũ. Trong lòng anh lập tức biết ngay đây là một người phụ nữ nguy hiểm, người đàn ông không đủ định lực chỉ bị cô ta nắm mũi dắt đi mà thôi. Anh không nói gì mà mở cửa xe, ngồi ở hàng ghế sau, khiến cho Thư Hân không có cách nào gần gũi anh cả. Thư Hân thấy Lâm Thanh Diện đã ngồi vào trong xe, cô ta không lúng túng mà còn liếm môi mình rồi lẩm bẩm, không ngờ thiếu chủ lại chẳng thấy hứng thú gì với Hân Nhi cả, làm Hân Nhi đau lòng quá, hu hu, có điều dù gì cũng là thiếu chủ, quả nhiên không giống với những người đàn ông bình thường hân nhi thích nhất là những người đàn ông có tính khiêu chiến như thế sau khi nói dứt lời cô ta bèn ngồi vào ghế lái những người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này đều nhìn lâm thanh diện với ánh mắt hâm mộ đầu óc bọn họ bắt đầu hoang tưởng mình cũng được đãi ngộ như thế này má cái tên đó ghê gớm quá nhỉ được cô gái xinh đẹp như thế chủ động gần gũi thì chắc chắn thân phận không bình thường đâu má ơi tôi hâm mộ chết đi được đừng nói là chủ động thân mật Bạch Phú Mỹ như thế kêu tôi liếm chân cho cô ấy thì tôi cũng tình nguyện. Biết đâu chừng thằng nhóc đó là trai bao của cô ấy thì sao, má ơi, đến bao giờ tôi mới được may mắn như thế, chắc chắn tôi không kém cỏi hơn ai trong phương diện ấy đâu. Siêu Hân Du và Lưu Hiểu Hàm không nghe thấy Lâm Thanh Diện và Thư Hân nói gì với nhau, đến vẻ mặt của Lâm Thanh Diện cũng rất mơ hồ. Trong mắt bọn họ, khi nãy Lâm Thanh Diện và Bạch Phú Mỹ ấy gần gũi trêu gẹo nhau giống như sốt sắng không chịu nổi nữa, phải vội vàng lên xe hệt như trở về làm gì đó. Siêu hân du nhìn chiếc xe xa dần với vẻ mặt khinh thường, cô ta nói, hàm, nhìn coi tớ nói đúng không, quả nhiên cái tên ấy là trai bao, cậu nhìn hành động của bọn họ hồi nãy kia, tẩm chết đi được, không ngờ loại người như thế còn dám chém gió đến trường chúng ta làm giáo viên, làm sất mặt trường chúng ta. Lưu hiểu hàm khẽ nhíu mày lại, cô ta nhớ lại cảnh tượng ban nãy, cảm thấy hơi ngạc nhiên, cô ta quay đầu lại nói với bạn mình, được rồi, đừng nhìn nữa, chúng ta mau về trường thôi, chứ bằng không chị Thanh Hàm sẽ mắng đó. Siêu Hân Du gật đầu, hai cô gái dắt díu nhau rời khỏi sân bay. Tòa nhà Lam Khấu, trong phòng làm việc của Thư Hân. Lâm Thanh Diện ngồi trên ghế sofa, Thư Hân buộc tóc lên, để lộ ra cần cổ và xương quai xanh xinh đẹp, rồi sau đó, cô ta cởi hai nút áo trên cùng da, ánh xuân người sáng. Cô ta đến máy nước rót hai ly, Yểu điệu bước đến trước mặt Lâm Thanh Diện rồi khom lưng đưa nước cho anh, chỉ mong có thể để ưu thế của mình phá rách quần áo mà lộ ra ngoài. Lâm Thanh Diện cảm thấy hơi bất đắc dĩ, có thế nào thì anh cũng không biết quan lĩnh sắp xếp người trong thành phố Tây kiểu gì, chẳng ngờ lại là một người phụ nữ lẳng lơ như thế này, nếu không phải để hỏi rõ tình hình của Bích Hoài thì bây giờ Lâm Thanh Diện đã đi rồi. Thiếu chủ, anh uống nước đi, nếu như cảm thấy phiền thì có thể để Hân Nhi đút cho anh, Hân Nhi có thể thử độ ấm rồi đút cho thiếu đó. Thư Hân mỉm cười nói với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện nhíu mày lại, anh đáp, không cần đâu. Rồi sau đó, anh vươn tay cầm ly nước. Dường như Thư Hân vẫn chưa tận hứng, cô ta nở nụ cười xấu xa, lúc Lâm Thanh Diện nhận nước, cô ta giả vờ run tay, làm nước đổ hết lên người anh, nếu làm thế thì cô ta sẽ có cơ hội cởi đồ Lâm Thanh Diện trong phòng làm việc rồi. Nhưng tiếc là cô ta không rõ Lâm Thanh Diện ngồi trước mặt mình là cao thủ đẳng cấp nào, vào giây phút tay cô ta run run Lâm Thanh Diện đã để ý thấy, anh nhanh chóng cầm lấy chiếc ly trong tay cô ta. Vốn dĩ Thư Hân còn chưa nhận ra chuyện gì đã xảy ra, chợt phát hiện chiếc ly trong tay mình đã biến mất rồi. Cô ta cúi đầu xuống, thấy Lâm Thanh Diện uống một ngụm nước, trong lòng chợt sinh ra cảm giác sợ hãi. Bản năng của cô ta nói với cô ta rằng người đàn ông trước mắt vô cùng nguy hiểm. Quả nhiên, thiếu chủ của Quan lĩnh làm sao có thể bình thường như vẻ ngoài của anh được sức mạnh của người như anh không phải là thứ mà cô ta có thể tưởng tượng ra nổi đùa đủ chưa nói rõ ràng về manh mối mà các cô đã phát hiện ra đi tôi đến đây không phải để chơi đùa với cô đâu lâm thanh diện nói hờ hững vẻ mặt thư hân trở nên nghiêm túc ngay lập tức cô ta ngồi thẳng lại rồi nói trước mắt manh mối mà người của tôi đã phát hiện ra chỉ có một tấm hình đen trắng mà thôi sau khi phát hiện ra tấm hình tôi đã phái người đi đến đại học phú đán để điều tra một chặp có điều không hề phát hiện ra manh mối gì cả, có lẽ người ở bên cạnh cô ấy là một kẻ vô cùng giỏi cắt dấu, bởi thế đến bây giờ tôi cũng chỉ phát hiện ra mỗi một manh mối này thôi. Trong thành phố T, người có khả năng này không phải là ít, thành phố thành phố T khác với kinh đô, đây là trung tâm kinh tế, số gia tộc mai phục ở đây không ít chút nào, bởi thế nếu chỉ dựa vào một tấm hình thôi, khó mà tìm ra được hành tung cụ thể của cô gái ấy. Nhưng anh cứ việc yên tâm, nếu như cô gái ấy từng xuất hiện trong đại học Phú Đán thì chắc chắc đã để lại dấu vết gì đó. Theo như những gì người của tôi nói, đã từng có người nhìn thấy cô ấy trong hai ngày khác nhau. Cô ấy đến đại học Phú Đán chắc học chẳng phải đi chơi, nếu kiên nhẫn nói không chừng còn đợi được đến lúc cô ấy xuất hiện trong đại học Phú Đán một lần nữa. Lâm Thanh diện nhíu mày lại, vốn dĩ anh cứ nghĩ rằng chỉ cần mình đến đây một thời gian ngắn thôi thì có thể tìm được Hứa Bích Hoài ngay, bây giờ nghĩ lại mới thấy chuyện này phiền phức hơn những gì anh nghĩ không phải là khả năng làm việc của thư hân kém mà là rốt cuộc không biết rõ bây giờ hứa bích hoài gặp phải chuyện như thế nào ai ở bên cạnh cô ấy bởi thế nên phạm vi tìm kiếm tương đối rộng nếu là thế cô dốc hết sức tìm kiếm đi tìm được manh mối thì phải báo ngay cho tôi lâm thanh diện nói dứt lời bèn đứng lên khỏi ghế sofa thư hân gật đầu đáp dạ thiếu chủ bây giờ tôi đến đại học phú đán một chuyến nếu như có chuyện thì thì tôi sẽ báo cho cô lâm thanh diện đáp thư hân vội vàng nói thiếu chủ anh vừa mới xuống máy bay chắc hẳn đã mệt lắm rồi hay là anh theo tôi đến khách sạn mà tôi đã đặt để nghỉ ngơi một lát đi để cho hân nhi giúp anh thả lỏng mai rồi đi đại học phú đán cũng không muộn đâu không cần cô không cần phải lo đến nơi ở của tôi sẽ có người giúp tôi sắp xếp chuyện bên đại học phú đán sau khi nói dứt lời lâm sóc bèn đi ra khỏi phòng làm việc không phải là anh không muốn để cho thư hân giúp mình đặt khách sạn Ban đầu anh cũng muốn đến nơi Thư Hân sắp xếp cho mình một chuyến, nhưng rồi sau đó, nhìn thấy vẻ, nhiệt tình, quá đáng của Thư Hân, khiến cho anh không dám tiếp tục ở gần người phụ nữ này nữa. Ai mà biết được cô ta có nhốt mình trong phòng, ép mình làm vài chuyện không nên làm hay không kia chứ. An toàn là trên hết, anh quyết định kêu chung trí sắp xếp nơi ở cho mình, cho dù điều kiện không tốt lắm cũng còn hơn ở bên cạnh người phụ nữ luôn muốn chinh phục thiếu chủ như Thư Hân, rồi cùng chơi trò giữ an toàn. Trên đời này, phụ nữ chủ động là người nguy hiểm nhất, nhất là người ưu tú như Thư Hân. Lâm Thanh Diện không dám chắc mình có thể nhịn được khi bị cô ta tấn công dồn dập hay không. Thư Hân thấy Lâm Thanh Diện muốn đi, cô ta lập tức sốt ruột, "Thiếu chủ, anh ở đây còn chưa tới 10 phút nữa mà đi rồi, anh muốn Hân Nhi phải làm sao mới được đây?" Nếu như thiếu chủ không hài lòng thì Hân Nhi có thể lấy thân đền tội, đảm bảo làm thiếu chủ thỏa mãn. Audio điện tử Võ Tấn Bền Chương 521, giáo sư thỉnh giảng. Đại học Phú Đán. Trong văn phòng của viện lịch sử, một nhóm giảng viên đang ngồi nói chuyện nói nhau, sau khi kết thúc tiết học, giảng viên cũng không có khác gì những người bình thường khác, thích ngồi với nhau nói chuyện trên trời dưới biển. Mọi người đều nghe nói gì hay chưa, học viện của chúng ta sắp có một giáo sư thỉnh giảng đến, nghe nói lai lịch không nhỏ, học viện còn đặc biệt vì vị giáo sư này mà mở một môn công khai chuyên môn giảng dạy những kiến thức có liên quan đến văn vật lịch sử. Một nữ giảng viên mở miệng nói: "Đù, thật hay giả, học viện của chúng ta cũng rất lâu không có mời giáo sư thỉnh giảng rồi nhỉ. Nghe nói trưởng khoa trung căn bản không vừa ý với những người gọi là nhà sử học ở bên ngoài, có thể khiến trưởng khoa trung phá lệ mời đến làm giáo sư, vậy chắc chắn rất giỏi." Đó là điều chắc chắn, chỉ là không biết là người như thế nào, có điều có nghiên cứu về văn vật lịch sử. Chắc chắn đều là ông lão 70 đến 80 tuổi. Không không không, tôi nghe nói là một người rất trẻ, nghe nói mới hơn 20 tuổi, không kém sinh viên của trường chúng ta là bao nhiêu cả." Lúc này một nữ giảng viên mở miệng nói. "Cô đang nói đùa đấy à, có nghiên cứu nhất định với văn vật lịch sử, hơn nữa được viện trường mời đến làm giáo sư thỉnh giảng, chắc chắn sẽ có tư lịch rất cao, loại tư lịch này đều dựa vào thời gian mà tích lũy, vị giáo sư thỉnh giảng này sao có thể mới hơn 20 tuổi được chứ?" Người nói chuyện là một nam giảng viên trẻ đẹp trai, tên là Mã Tuấn Tài, là nam giảng viên có tài hoa nhất của Viện Lịch sử Trường Đại học Phú Đán. Mã Tuấn Tài năm nay 29 tuổi, đã trở thành giảng viên ưu tú nhất của Viện Lịch sử, trên tạp chí có sức ảnh hưởng ở quốc tế được đăng mười mấy trang, hơn nữa nhiều lần được bình chọn là giảng viên ưu tú của Đại học Phú Đán, là một trong những người có hy vọng nhất hiện nay sẽ trở thành phó giáo sư. Anh ở trong học viện biểu hiện cực kỳ xuất sắc, cho nên trong lòng cũng tương đối kiêu ngạo. Anh ta cảm thấy mình có thể ở tuổi 29 thì có hy vọng trở thành phó giáo sư, đã coi như cực kỳ giỏi rồi, sao có thể có người mới hơn 20 tuổi thì được trưởng khoa trung nhìn chúng, mời đến trường làm giáo sư thỉnh giảng. Mọi người đều cảm thấy Mã Tuấn Tài nói có đạo lý, gật đầu theo. Lúc này cửa văn phòng được mở ra, Vân Thanh Hằng từ bên ngoài đi vào, mỉm cười chào hỏi với các giảng viên, chào các thầy cô. Cô đến văn phòng giúp trung trí lấy tài liệu, sau đó phải đến cổng trường đón Lâm Thanh Diện. Nghĩ đến Lâm Thanh Diện đồng ý đến trường bọn họ làm giáo sư thỉnh giảng, hơn nữa hôm nay sẽ đến, trong lòng Vân Thanh Hằng vẫn có chút mong chờ. Một đám giảng viên đều biết Vân Thanh Hằng là học trò mà trung trí đắc ý nhất, bình thường có chuyện gì đều sẽ nói với cô ta, cho nên sau khi nhìn thấy Vân Thanh Hằng bước vào, lập tức có một giảng viên mở miệng hỏi, Thanh Hằng, em có biết vị giáo sư thỉnh giảng được mời về học viện của chúng ta là ai không? Bao nhiêu tuổi? Anh Lâm là người kinh đô, hôm nay chắc là hơn 20 tuổi, chỉ lớn hơn em một chút. Vân Thanh Hằng đáp một câu, nói rồi, trong mắt còn có tia sùng bái. Cả nhóm giảng viên sau khi nghe thấy lời này của Vân Thanh Hằng, mặt mày đều tràn đầy kinh ngạc, không ngờ vị giáo sư thỉnh giảng này lại thật sự chỉ có hơn 20 tuổi. Thanh Hằng, em không có đùa với chúng tôi chứ, lấy đâu ra người hơn 20 tuổi thì có thể được mời về làm giáo sư thỉnh giảng chứ. Không có, anh Lâm quả thật rất trẻ, có điều sự hiểu biết của anh ấy đối với đồ cổ không hề kém hơn những thầy lớn tuổi đã có kinh nghiệm dày dặn, ngay cả người đứng đầu giám bảo của kinh đô, Tôn Sùng Nam Tôn đại sư cũng cung kính với anh Lâm. Vân Thanh Hằng nghiêng mặt qua nói, mọi người đều nhìn ra được sự hảo cảm của Vân Thanh Hằng đối với Lâm Thanh Diện. Mã Tuấn Tài nhìn thấy biểu cảm của Vân Thanh Hằng, trên mặt lập tức lộ ra một tia không vui, là nam giảng viên ưu tú nhất của viện lịch sử, Mã Tuấn Tài đối với yêu cầu về vợ cũng tương đối cao, sinh viên xuất sắc nhất viện lịch sử Vân Thanh Hằng có học thức lại có nhan sắc, đương nhiên trở thành một trong những hình mẫu lý tưởng của anh ta. Mặc dù anh ta không có cùng Vân Thanh Hằng tỏ rõ suy nghĩ của mình, nhưng cũng hẹn Vân Thanh Hằng ăn cơm vài lần, lộ ra một ít sự hảo cảm của mình, anh ta muốn đợi Vân Thanh Hằng tốt nghiệp thì sẽ chủ động tỏ tình, như thế bên phía nhà trường cũng sẽ không có ai sẽ nói gì. Mà anh ta cũng luôn tin rằng, Vân Thanh Hằng có thể nhìn ra sự yêu tú của anh, sẽ không từ chối anh. Nhưng bây giờ Mã Tuấn Tài mới cảm nhận được một tia nguy cơ, anh ta từ trong thần sắc của Vân Thanh Hằng nhìn ra sự hảo cảm của Vân Thanh Hằng đối với vị giáo sư thỉnh giảng đó, đây là dáng vẻ mà Vân Thanh Hằng trước nay chưa từng thể hiện qua với anh ta. Cho dù vị giáo sư thỉnh giảng đó thật sự chỉ có hơn 20 tuổi, anh ta có thể đến học viện của chúng ta làm giáo sư thỉnh giảng, chắc có quan hệ để vào, bây giờ loại chuyện này cũng không tính là ít gặp, nhà của người đó chắc rất có tiền. Dù sao tôi không tin anh ta hơn 20 tuổi thì có thể làm giáo sư thỉnh giảng." Mã Tuấn Tài bỏ ra thái độ của mình. Vân Thanh Hằng lập tức phản bác nói, "Không phải, anh Lâm thật sự rất có học thức, sự hiểu biết đối với văn vật đồ cổ, ngay cả trưởng khoa cũng khâm phục, sao có thể sẽ dùng tiền mà vào làm giáo sư thỉnh giảng được, mới đầu trưởng khoa muốn mời anh Lâm, anh Lâm cũng không muốn đến nữa." Nghe thấy lời này của Vân Thanh Hằng, trong lòng Mã Tuấn Tài càng thêm bốc hỏa anh ta không ngờ vân thanh hằng vậy mà bảo vệ cái người được gọi là giáo sư thỉnh giảng đó như thế thanh hằng em còn trẻ chắc bị người đó làm cho mơ hồ rồi loại người đó thì có thể nói được cũng không lấy ra được thật bản lĩnh thật sự gì em đối với người đó cuồng nhiệt như vậy thì sẽ xảy ra vấn đề mã tuấn tài mở miệng nói vân thanh hằng còn muốn phản bác vào lúc này một người xuất hiện ở cửa văn phòng đi vào bên trong văn phòng mã tuấn tài ngoảnh đầu liếc nhìn người đó mở miệng nói, em sinh viên này, nơi này là văn phòng của giảng viên, em trước khi vào phải lên tiếng thông báo. Xin lỗi, tôi không phải sinh viên của nơi này, tôi đến đây tìm người." Lâm Thanh Diện mỉm cười với Mã Tuấn Tài, sau đó quay sang nhìn Vân Thanh Hằng. Vân Thanh Hằng nhìn thấy người bước vào vậy mà là Lâm Thanh Diện, trong lòng cũng kinh ngạc, cả người đều trở nên căng thẳng, lo lắng Lâm Thanh Diện nếu như nghe thấy những lời bàn luận của bọn họ vừa rồi, liệu có không vui hay không. Anh anh lâm anh sao lại đến sớm như vậy tôi còn nói sẽ đến cổng trường đón anh vân thanh hằng mở miệng nói việc bên kia của tôi rất nhanh sẽ làm xong cho nên tôi bèn đến đây trước lâm thanh diện mở miệng vân thanh hằng gật đầu ngoảnh đầu nhìn những giảng viên trong văn phòng mở miệng nói vị này chính là giáo sư thỉnh giảng mà trưởng khoa mời đến lâm thanh diện anh lâm những giảng viên đó mặt mày đều tràn ngập sự kinh ngạc không ngờ lâm thanh diện vậy mà lại trẻ như vậy Vừa rồi Mã Tuấn Tài còn nhận nhầm anh thành sinh viên. Anh Lâm, tôi bây giờ dẫn anh đi gặp trưởng khoa." Vân Thanh Hằng làm ra tư thế mời với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện gật đầu, xoay người đi ra khỏi văn phòng, đối với những lời bàn luận vừa rồi của mọi người, anh mặc dù nghe được một ít, có điều sẽ không để trong lòng, anh đến đây vừa hay nhìn thấy Vân Thanh Hằng ở trong này, cho nên đi vào. Đợi sau khi Vân Thanh Hằng dẫn Lâm Thanh Diện rời khỏi biểu cảm trên mặt của Mã Tuấn Tài lộ ra tia không vui, còn siết chặt nắm đấm, đấm lên bàn. Cái gì mà giáo sư thỉnh giảng chứ, người dùng tiền đi cửa sau mà thôi, loại người này, nông cạn nhất, không ngờ Vân Thanh Hằng vậy mà còn cung kính đối với anh ta như vậy, thật là ngốc. chương 522, Thuê Trung Văn phòng trưởng khoa Trung Trí đang ngồi trước bàn bàn việc, lúc này cửa văn phòng được mở ra, Vân Thanh Hằng dẫn Lâm Thanh Diện đi vào, sau khi Trung Chí nhìn thấy, vội vàng buông đồ trong tay xuống, mặt mày tràn ngập ý cười đứng dậy. Cậu Lâm, cậu có thể đến trường chúng ta làm giáo sư thỉnh giảng thật sự là vinh hạnh của chúng tôi, cậu chiều nay có thời gian không, tôi định mở một đại hội trong học viện, giới thiệu cậu Lâm. Trung Trí nhìn Lâm Thanh Diện mở miệng. Lâm Thanh Diện mỉm cười với Trung Trí, mở miệng nói tôi không quá thích hội trường nhiều người, giới thiệu thì không cần, đến khi lên lớp sinh viên cũng biết tôi là ai. Thấy Lâm Thanh Diện nói như vậy, Trung Chí cũng không cố gượng ép, chỉ có thể từ bỏ, sau đó liếc nhìn Vân Thanh Hằng ở một bên, mở miệng nói: "Thanh Hằng, em dẫn cậu Lâm đi xem văn phòng của mình trước, thuận tiện giúp cậu Lâm sắp xếp chỗ ở." Vân Thanh Hằng lập tức gật đầu. Trung Chí lại nhìn sang Lâm Thanh Diện, nói: "Cậu Lâm, chỗ này của tôi còn có ít việc chưa xử lý xong, không đi được, cho nên tạm thời chỉ có thể để Thanh Hằng đi cùng cậu đi làm quen với tình trạng của trường, chúng tôi không hơn những người có người đó, có thể có chỗ chiêu đãi không được chu đáo." Hy vọng cậu Lâm có thể lượng thứ. Trường Khoa Trung chê cười rồi, tôi cũng không phải người nhiều việc gì, ông cứ làm việc đi, lát nữa để Thanh Hằng dẫn tôi đi làm quen nơi này một chút, còn lại không cần các ông nhọc lòng. Lâm Thanh Diện mở miệng. Cậu Lâm quả nhiên không câu nệ tiểu tiết, đây mới là phong phạm của người tài thật sự. Trung trí mặt mày tràn ngập sự tán thưởng nhìn Lâm Thanh Diện. Sau đó Vân Thanh Hằng bèn dẫn Lâm Thanh Diện rời khỏi văn phòng của trường Khoa, Hai người cùng đi đến văn phòng mà Trung Chí sắp xếp cho Lâm Thanh Diện. Diện tích của văn phòng này rất lớn, gần như sắp bằng văn phòng của trưởng khoa, đây là văn phòng đặc biệt chuẩn bị cho giáo sư viện lịch sử của Đại học Phú Đán, Trung Chí lấy ra cho Lâm Thanh Diện dùng, đối với Lâm Thanh Diện đã là rất coi trọng rồi. "Anh Lâm, nếu như anh không hài lòng về bài trí của nơi này, cứ việc nói với tôi, tôi sẽ giúp anh bài trí theo ý anh muốn." Cùng Lâm Thanh Diện cô nam quả nữ ở trong văn phòng, Vân Thanh Hằng vẫn có hơi ngại. Không cần đâu, như thế này là được, thời gian tôi dùng văn phòng này chắc cũng sẽ không quá nhiều. Lâm Thanh Diện mở miệng. Vân Thanh Hằng bỗng sững ra, cô ta vốn dĩ còn nghĩ, Lâm Thanh Diện đến trường của bọn họ làm giáo sư thỉnh giảng, khi bình thường không có chuyện gì thì chắc đều sẽ ở văn phòng, như thế cô có thể lấy danh nghĩa thỉnh giáo Lâm Thanh Diện mà tiếp tục nhiều hơn với Lâm Thanh Diện. Bây giờ nghe thấy Lâm Thanh Diện nói mình sẽ không thường xuyên ở trong văn phòng, trong lòng Vân Thanh Hằng không khỏi có hơi thất vọng. Nghĩ cũng phải, người có thân phận như anh Lâm, có thời gian lên lớp một tiết đã là không tệ rồi, sao có thể luôn ở trong văn phòng chứ? Anh Lâm, tiết học công khai đầu tiên của anh định vào thứ hai tuần sau, đến lúc đó tôi sẽ thông báo trước cho anh, nếu như cần chuẩn bị thứ gì, nhất định phải nói với tôi, tôi sẽ giúp anh chuẩn bị đầy đủ. Vân Thanh Hằng nói tiếp. Lâm Thanh Diện gật đầu. Hai người đều tầm mặc mấy phút, Vân Thanh Hằng đột nhiên cảm thấy có hơi ngại, nhất thời không biết nên nói gì với Lâm Thanh Diện. Vậy, vậy tôi bây giờ dẫn anh Lâm đến chỗ ở, tôi nhờ một bạn học tìm chỗ ở giúp anh Lâm. Một lúc sau, Vân Thanh Hằng mới nói một câu. Lâm Thanh Diện gật đầu, đi theo Vân Thanh Hằng rời khỏi văn phòng, hai người vừa đi ra bên ngoài hàng lang thì đụng ngay phải Mã Tuấn Tài đi ra lấy nước. Mã Tuấn Tài nhìn thấy Lâm Thanh Diện và Vân Thanh Hằng từ trong văn phòng giáo sư đi ra thì liền xứng người lại nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của Vân Thanh Hằng, trong lòng lại sinh ra ý ghen tị. Thanh Hằng, hai người đến văn phòng giáo sư làm cái gì? Tôi nhớ chỗ này còn chưa có phân cho giáo sư nào cả. Mã Tuấn Tài mở miệng hỏi một câu. Ước mơ của anh ta là trở thành giáo sư của viện lịch sử, mà chỗ này chống một văn phòng dành cho giáo sư, anh ta luôn cho rằng là trưởng khoa giữ lại cho anh ta. Anh ta cảm thấy bản thân rất có khả năng khi 30 tuổi, thuận lợi trở thành phó giáo sư, đến lúc đó văn phòng này cũng sẽ trở thành văn phòng riêng của anh ta. Trường khoa sắp xếp văn phòng này làm văn phòng riêng của anh Lâm, em dẫn anh Lâm đến xem thử. Vân Thanh Hằng mở miệng. Mã Tuấn Tài nghe thấy lời này, sắc mặt bỗng chốc tối sầm lại, giống như đồ vật của mình bị người khác cướp mất, trong lòng đương nhiên bực tức. Thanh Hằng, em có thể nhầm rồi, văn phòng này được chuẩn bị cho giáo sư tại chức của trường chúng ta, văn phòng của giáo sư thỉnh giảng, bình thường đều ở dưới lầu, tôi thấy em vẫn là dẫn anh Lâm này đi xuống dưới lầu xem đi. Mã Tuấn Tài mới mở miệng. Thầy Mã, đây là sắp xếp của trưởng khoa. Vân Thanh Hằng nhíu mày nói với Mã Tuấn Tài một câu. Hừ, xã hội bây giờ thật sự đủ lộn xộn, có người vì bản thân mà rát vàng lên người, vậy mà có thể mặt mày ngồi ở vị trí mình không nên ngồi, tiếp tục như thế, còn có mấy ai thật lòng đây? Mã Tuấn Tài trực tiếp nói ra sự bất mãn của mình lâm thanh diện nghe thấy lời của mã tuấn tài mỉm cười nhìn anh ta mở miệng hỏi thầy giáo này là đang hoài nghi tôi không có đủ trình độ ngồi vào văn phòng này sao không phải nghi ngờ là tuổi tác của anh như thế làm sinh viên còn không khác mấy làm giáo sư thật sự coi chúng tôi là kẻ ngốc sao mã tuấn tài khí thế cũng không yếu ha ha nếu đã như thế thứ hai tôi lên lớp anh có thể đến nghe thử đến lúc đó anh sẽ biết tôi có tư cách ngồi trong văn phòng này hay không Lâm Thanh Diện trả lời. Không cần anh nói, tôi cũng sẽ đến, sợ đến lúc đó nhìn thấy, chỉ là một trò cười. Mã Tuấn Tài khinh thường nói. Lâm Thanh Diện không tiếp tục quan tâm đến Mã Tuấn Tài, đi về phía bên kia cầu thang, Vân Thanh Hằng vội vàng đi theo, mặt mày có hơi khẩn trương. Mã Tuấn Tài nhìn bóng lưng của hai người mà hừ lạnh một tiếng, hậm hực đi về phía nhà vệ sinh. Anh Lâm, thầy Mã nói chuyện có hơi thẳng một chút, anh tuyệt đối đừng để ý. Vân Thanh Hằng có hơi căng thẳng nói với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện mỉm cười nói: Những năm nay tôi chịu những ánh mắt và nụ cười díu cợt như vậy đã không đếm nổi nữa. Nếu như thật sự để ý, tôi sợ rằng sớm đã bị bức chết rồi. Tôi sẽ lấy ra bản lĩnh thật sự khiến những người này tâm phục khẩu phục. Vân Thanh Hằng nghe thấy lời này của Lâm Thanh Diện đột nhiên cảm thấy trong ngữ khí không chút để tâm của Lâm Thanh Diện có sức nặng vô cùng điều này khiến cô ta càng thêm rõ ràng cảm nhận được sự quyến rũ tồn tại trên người Lâm Thanh Diện. Loài cảm giác đó khiến trái tim của Vân Thanh Hằng phải đập nhanh hơn vài phần. Nửa tiếng sau, hai người di đến một tiểu khu cách đại học phú đán không xa, chỗ ở mà Vân Thanh Hằng nhờ bạn học tìm giúp chính là ở đây. Vân Thanh Hằng có hơi sốt ruột liếc nhìn đồng hồ của mình, sau đó mặt mày tràn ngập ý xin lỗi nói với Lâm Thanh Diện, anh Lâm, thật sự xin lỗi, tôi đối với chuyện thuê phòng không hiểu lắm, cho nên chỉ có thể nhờ bạn học làm giúp, cũng không biết cậu ta tìm cho là căn phòng như thế nào. Không sao, có thể ở là được, Lâm Thanh Diện mở miệng. Thấy người bạn học đó của mình còn chưa đến, Vân Thanh Hằng bèn gọi điện cho cậu ta. Không lâu sau, một nam sinh chạy đến trước mặt hai người, đưa chìa khóa cho Vân Thanh Hằng, thuận tiện nói số phòng. "Đàn chị Thanh Hằng, phòng em tìm cho chị là một chung cư phức hợp, có hai tầng trên dưới." Hai phòng bên dưới được hai nữ sinh của trường chúng ta thuê rồi, phòng phía trên còn trống, em đã thuê hết tầng trên rồi. Vân Thanh Hằng lập tức nhíu mày, mở miệng nói, "Phòng cậu thuê là loại phòng thuê chung đó sao?" "Phải, người của trường chúng ta đều thích ở loại thuê chung này, rẻ lại thiết thực, chung cư đó là cái tốt nhất em biết, chị và bạn trai chị vào ở, rất thích hợp." Nam sinh nói rồi, còn mỉm cười xấu xa liếc nhìn Lâm Thanh Diện. Vân Thanh Hằng mặt mày bỗng chốc đỏ ửng lườm nam sinh đó, hận không thể ăn cậu ta, cậu nói linh tinh. Khủ khủ, không có chuyện gì thì em không làm phiền hai người nữa, tôi còn chưa chơi game xong, lát nữa sẽ bị đá ra mất. Nam sinh hận căn bản không đợi Vân Thanh Hằng giải thích, bèn xoay người chạy đi. Vân Thanh Hằng tức đến dậm chân, sau đó lén lút nước nhìn Lâm Thanh Diện, chuột dạ. chương 523, ngộ nhỡ nhìn thấy. Anh Lâm, thật sự rất xin lỗi, tôi không ngờ cậu ta vậy mà thuê phòng dạng thuê chung này người đó thật sự quá không đáng tin hơn nữa còn nói linh tinh tôi đối với anh lâm chỉ có sự sùng bái tuyệt đối không có bất kỳ tâm tư gì khác anh lâm nhất định đừng hiểu lầm lâm, lâm thanh diện căn bản không có nghĩ nhiều vân thanh hằng nói như này ngược lại khiến anh có loại cảm thấy nguy cơ nào đó tôi tiếp tục giúp anh lâm tìm một căn phòng khác lần này tôi tự tìm nhất định sẽ không xuất hiện tình trạng này nữa thấy lâm thanh diện không nói chuyện trong lòng Vân Thanh Hằng càng thêm rối, vội vàng chuyển lực chú ý. Không cần đâu, nếu đã thuê rồi thì đừng phiền phức nữa. Yêu cầu của tôi đối với chỗ ở không có quá nhiều. Lâm Thanh Diện mở miệng. Vân Thanh Hằng cắn môi, cảm thấy có hơi hổ thẹn. Có điều Lâm Thanh Diện đã có thái độ như thế, cô ta cũng không cố chấp đi đổi. Quan trọng nhất là cô ta căn bản không có kinh nghiệm thuê phòng, có tìm nữa cũng chưa chắc đã tìm tốt hơn Nam Sinh kia lâm thanh diện thấy bộ dạng hổ thẹn của cô trong lòng bèn cảm thấy vân thanh hằng coi trọng mình quá rồi như thế ngược lại khiến bản thân có hơi không thích ứng được anh suy nghĩ một lát mở miệng nói với vân thanh hằng cô đưa chìa khóa cho tôi tôi tự qua đó xem trong nhà cô chắc còn có việc trở về trước đi không cần tôi đi cùng anh lâm xem thử nếu không trưởng khoa sẽ trách tôi vân thanh hằng vội vàng nói vừa rồi nam sinh đó cũng nói rồi phòng đó còn có người của trường chúng ta cô ở trong trường chắc là người nổi tiếng, nếu như bị bọn họ nhìn thấy cô với tôi cùng thuê phòng, có thể sẽ có liên tưởng không hay, vì tránh một số phiền phức không cần thiết, vẫn là từ tôi đi. Lâm Thanh Diện lại tìm cớ. Anh không biết vận đào hoa của mình từ khi nào lại trở nên dữ dội như vậy, vừa đến thành phố T, liên tiếp có hai cô gái nhiệt tình với anh như thế, điều này khiến anh có hơi không chịu nổi, cho nên nhất định phải tránh ra. Vân Thanh Hằng nghe thấy lời này của Lâm Thanh Diệt, trong lòng bỗng có hơi thất vọng, thật ra cô ta không để ý người khác nói thế nào nếu như có người hiểu lầm cô và lâm thanh diện trong lòng cô ta vẫn có hơi vui mừng đáng tiếc bây giờ chính lâm thanh diện nói ra cô ta không có lý do từ chối vậy vậy được anh lâm nếu như có vấn đề gì nhất định phải gọi điện cho tôi tôi sẽ lập tức đến vân thanh hằng mở miệng nói lâm thanh diện gật đầu sau khi nhận lấy chìa khóa xoay người đi về phía tiểu khu nhìn theo bóng lưng lâm thanh diện đi vào Vân Thanh Hằng thở dài, trong lòng nghĩ cùng Lâm Thanh Diện có chút tin tức, cô ta vui mừng còn không kịp, dù sao rất nhiều người ở bên nhau, đều bắt đầu từ tin tức. Trong một chung cư phức tạp, Siêu Hân Du và Lưu Hiểu Hàm từ sân bay trở về, đầu tiên về đến căn phòng bọn họ thuê, định đi tắm thay quần áo rồi đến trường. Hai người đều không có quen ở ký túc, cộng thêm điều kiện gia đình cũng không tệ, cho nên bèn cùng nhau ra ngoài thuê phòng. Lúc này Diêu Hân Du vừa từ trong phòng tắm đi ra, tóc còn ướt trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm cơ thể lồi lõm rõ ràng lung linh cực kỳ tiểu hàm chủ nhà nói tầng trên của chúng ta có người thuê rồi sao khi nào chuyển vào siêu hân du vừa lau tóc của mình vừa mở miệng lưu hiểu hàm lắc đầu nói nghe nói hôm nay sẽ đến có điều thời gian cụ thể thì không biết tớ nghe nói người thuê tầng trên hình như là nam cũng không biết có đáng tin không đừng phải là tên biến thái hai cô gái chúng ta chắc chắn sẽ chịu thiệt siêu hân du mở miệng nói lưu hiểu hàm gật đầu nói nếu như giống như mấy người mới chuyển đến dưới lầu chúng ta cũng nên chuyển đi sớm siêu hân du ừng một tiếng sau đó cỡ chiếc khăn tắm quấn trên người xuống cầm quần áo trên sofa định mặc lưu hiểu hàm nhìn thấy diêu hân du không chút kiêng kỵ như vậy bỗng có hơi đỏ mặt có hơi không dám nhìn thẳng vào cơ thể của diêu hân du hân du cậu thay đồ như vậy ngộ nhớ bị người khác nhìn thấy thì sao? Lưu Hiểu Hàm mở miệng. Sợ cái gì, dù sao nơi này chỉ có cậu, lẽ nào tớ còn sợ một cô gái như cậu nhìn? Siêu Hân Du mặt mày thản nhiên nói. Lời nói của cô vừa dứt, cửa phòng bị người khác mở ra, Lâm Thanh Diện từ bên ngoài đi vào thì đập thẳng vào mặt cảnh này, chính là Diêu Hân Du định thay quần áo. Siêu Hân Du ngoảnh đầu liếc nhìn Lâm Thanh Diện, lại cúi đầu nhìn cơ thể của mình, sau đó, một tiếng hét vang vọng khắp cả chung cư lâm thanh diện mặt mày ngại ngùng vội vàng xoay người không dám tiếp tục nhìn về đằng sau nhiều thêm siêu hân du vội vàng cầm quần áo trên sofa che chắn bộ phận quan trọng của mình sau đó xông vào trong phòng của mình xin lỗi tôi không phải cố ý tôi không biết bên trong có người đang thay quần áo lâm thanh diện có hơi ái náy nói lưu hiểu hàm nhìn chằm chằm lâm thanh diện trong lòng thấy có hơi kỳ lạ không biết lâm thanh diện thế nào lại đến đây cô ấy đã vào phòng rồi anh có thể xoay người lại. Lưu Hiểu Hàm mở miệng. Lâm Thanh Diện lúc này mới quay người lại, nhìn sang Lưu Hiểu Hàm. Anh cũng không ngờ, vậy mà đến căn phòng mình thuê lại nhìn thấy hai người Lưu Hiểu Hàm và Diêu Hân Du. Lâm Thanh Diện, anh sao lại đến đây? Anh không phải đi theo hai chúng tôi đến đây chứ? Lưu Hiểu Hàm có hơi cảnh giác nhìn Lâm Thanh Diện. Mặc dù trên máy bay ấn tượng của Lưu Hiểu Hàm đối với Lâm Thanh Diện không tệ, có điều Lâm Thanh Diện đột nhiên xuất hiện ở nơi bọn họ ở, Lưu Hiểu Hàm vẫn rất nghi hoặc. Phòng bạn bè thuê giúp tôi chính là nơi này, tôi cũng không ngờ hai cô lại ở đây. Lâm Thanh Diện nói rồi, lắc lắc chiếc chìa khóa trong tay mình với Lưu Hiểu Hàm. Lưu Hiểu Hàm lúc này mới bừng tĩnh, thì ra người thuê tầng trên chỗ bọn họ, vậy mà là Lâm Thanh Diện. Trước đó Lưu Hiểu Hàm còn lo lắng nam sinh cùng thuê chung với bọn họ liệu có phải là người không đáng tin hay không, bây giờ sau khi biết là Lâm Thanh Diện, cô ta cũng thở phào ít nhất Lâm Thanh Diện nhìn trông chính trực so với mấy nam sinh mới chuyển tới ở dưới lầu trông đáng tin hơn. Hai ngày trước dưới lầu bọn họ chuyển đến mấy nam sinh nhìn trông giống lưu manh. Cô và Diêu Hân Du khi xuống lầu nhìn thấy mấy người đó mở cửa uống rượu, nhìn thấy hai cô còn huyết sáo. Lúc này Diêu Hân Du đã mặc xong quần áo từ bên trong đi ra, cô ta tức giận đùng đùng lườm Lâm Thanh Diện, mở miệng quát anh là cái đồ biến thái. Vậy mà còn dám bám lấy chúng tôi không đi, anh thật sự tưởng hai cô gái chúng tôi sẽ sợ anh sao? Anh mau cút ra ngoài cho tôi, nếu không tôi bây giờ báo cảnh sát. Lưu Hiểu Hàm thấy Diêu Hân Du mặt mày tức giận, vội vàng giải thích, "Hân Du, Lâm Thanh Diện là người thuê tầng trên của chỗ chúng ta, vừa rồi là hiểu lầm." "Cái gì? Cậu nói người thuê tầng trên của chúng ta chính là cái tên biến thái lại còn mặt trắng này?" Diêu Hân Du lập tức trợn to mắt, Lâm Thanh Diện nghe thấy Diêu Hân Du gọi mình như vậy, lập tức nhíu mày, nhìn sang cô ta nói: "Vừa rồi tôi không cố ý nhìn cô, tôi có thể xin lỗi cô, nhưng cô nói tôi như thế, có phải quá không lịch sự rồi không?" Chương 524, Bạch Phú Mỹ đó là ai? Diêu Hân Du bĩu môi với Lâm Thanh Diện, mở miệng nói: "Tôi gọi anh như thế thì làm sao? Chẳng lẽ nói không đúng sao? Anh chính là tên mặt trắng được người khác bao nuôi, hơn nữa ở sân bay biểu hiện rõ ràng như vậy." bây giờ còn không thừa nhận, thật sự không biết xấu hổ mà. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nhìn Diêu Hân Du, mở miệng nói, ai nói với cô tôi được người ta bao nuôi, không bằng không chứng mà vụ oan cho người khác, thầy cô giáo của cô dạy cô như thế sao? Hừ, vậy anh nói bạch phú Mỹ đó là làm gì, anh đừng nói với tôi cô ta là bạn của anh, người giàu có như người ta, sợ rằng căn bản khinh thường làm bạn với loại người như anh. Diêu Hân Du ăn nói bức người cô ấy chỉ là người phụ trách đón ở sân bay và báo cáo tình hình với tôi mà thôi là cô nghĩ nhiều rồi lâm thanh diện mở miệng ha 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 thật sự là nói khoác cũng không đỏ mặt người ta lái xe mấy chục tỷ đến đón anh nhìn một cái chính là bạch phú mỹ anh vậy mà nói cô ta chỉ phụ trách đến sân bay đón báo tình hình với anh chẳng lẽ anh còn là lãnh đạo của cô ta sao siêu hân du lập tức phản bác gần như thế lâm thanh diện trả lời là thiếu chủ của quan lĩnh Lâm Thanh Diện quả thật có thể gọi là lãnh đạo của Thư Hân. Tiểu Hàm, cậu nhìn người này, thật sự không biết xấu hổ, anh ta vậy mà còn thừa nhận, tên này thật sự là sếp của Bạch Phú Mỹ đó, sao có thể còn cùng thuê chung chỗ với chúng ta chứ? Tớ thấy anh ta chính là tên biến thái thích trang bức, chúng ta vẫn là mau chóng đuổi anh ta ra ngoài đi, ở cùng với loại người này, thật sự quá không yên tâm. Siêu Hân Du tức đến phát điên mở miệng nói. Lưu Hiểu Hàm thấy hai người sắp cãi nhau, vội vàng xen vào giữa hai người khuyên nhủ Hân Du con người của Lâm Thanh Diện cũng không tệ anh ta có thể tương đối cần mặt mũi cho nên không muốn bị cậu nói như thế lời cậu nói quả thật có hơi tổn thương người khác hai người mỗi người nhường một bước nếu như đuổi Lâm Thanh Diện đi người thuê phòng tiếp theo là người như thế nào cũng không biết được ít nhất nhân phẩm của Lâm Thanh Diện không có vấn đề gì siêu Hân Du vẫn có khí thế đùng đùng trừng mắt với Lâm Thanh Diện mở miệng nói nhân phẩm của anh không có vấn đề anh ta đã nhìn trộm tớ thay quần áo anh ta chính là tên biến thái lâm thanh diện không định tiếp tục tranh luận với cô ta trực tiếp đi lên lầu phớt lờ tiếng hét của diêu hân du lưu hiểu hàm đi đến trước mặt diêu hân du kéo cô ta ngồi xuống sofa mở miệng nói được rồi hân du còn muốn thế nào nữa lâm thanh diện người ta cũng là người thuê phòng từ chỗ chủ nhà không phải chúng ta nói đuổi thì có thể đuổi được cậu đừng vì một chút hiểu lầm mà tức giận lớn như vậy tớ chỉ là nhìn không quen loại người như anh ta mà thôi sự thật rành rành như vậy anh vậy mà còn mặt mày không thừa nhận anh ta không phải còn nói anh ta được mời về trường chúng ta làm giáo sư thỉnh giảng sao tớ nghe nói gần đây chỉ có viện lịch sử của chúng ta có một vị giáo sư thỉnh giảng đến thứ hai tuần sau sẽ học tiết của thầy đó lấy ra chất vấn cái tên không biết xấu hổ này đến lúc đó anh ta còn phân bua như thế nào siêu hân du hậm hực nói lưu hiểu hàm bất lực nhìn diêu hân du thấy cô ta cũng không có làm ầm muốn đuổi Lâm Thanh Diện đi nữa thì cũng không nói gì. Lâm Thanh Diện xem sơ qua căn phòng của mình, phát hiện bài trí của chỗ này mặc dù hơi đơn giản, có điều thứ cần dùng nên có thì đều có, coi như thoải mái, hơn nữa trên lầu có một nhà vệ sinh, anh cũng không cần tranh nhà vệ sinh dưới lầu với hai cô gái, điều này cũng có thể tránh một số trường hợp xấu hổ. Sau khi xác nhận căn phòng không có vấn đề gì, Lâm Thanh Diện trực tiếp nằm trên giường. Anh đến thành phố T, nhiệm vụ quan trọng nhất chính là tìm kiếm hứa bích hoài. Hiện nay mặc dù có manh mối, có điều vẫn không thể xác định hứa bích hòa rốt cuộc ở địa phương nào, những chuyện này có thư hân phái người đi làm, một mình anh tìm thì có hạn, vào lúc này cũng chỉ có thể dựa vào mạng lưới tình báo của quan lính. Mặc dù anh đáp ứng trung trí làm giáo sư thỉnh giảng của Đại học Phú Đán, có điều cái chức giáo sư này của anh cũng chỉ là mỗi tuần dạy một tiết học công khai, giảng cái gì đều do tự anh quyết định, còn lúc khác, nhà trường cũng sẽ không sắp xếp bất cứ việc gì cho anh. Cho nên bây giờ anh không có chuyện gì cần làm, chuyện muốn làm chỉ có thể đợi tin tức thư hân đưa tin tức đến cho anh mà thôi. Nằm trên giường một lúc, Lâm Thanh Diện bèn mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi, anh mơ thấy Hứa Bích Hoài, khoảnh khắc sắp nắm được tay của Hứa Bích Hoài, tỉnh lại. Rút điện thoại ra, nhìn thời gian, phát hiện mới trôi qua nửa tiếng, Lâm Thanh Diện lắc lắc đầu, khiến bản thân tỉnh táo lại, đứng dậy đi xuống lầu phát hiện Diêu Hân Du và Lưu Hiểu Hàm đều đã đi rồi, anh cũng đi ra khỏi phòng, đến Đại học Phú Đán. Nếu hứa Bích Hoài từng xuất hiện ở Đại học Phú Đán, vậy rất có thể vẫn sẽ đến, Lâm Thanh Diện muốn đi vòng vòng Đại học Phú Đán, ngộ nhỡ số may gặp được hứa Bích Hoài thì không cần chờ đợi trong vô vọng nữa. Buổi tối, Thư Hân gọi điện cho Lâm Thanh Diện, muốn ăn cơm cùng anh, Lâm Thanh Diện trực tiếp từ chối, Thư Hân lại hỏi Lâm Thanh Diện sống ở đâu. Muốn qua đó xem thử, tránh Lâm Thanh Diện ở chỗ không tốt. Lâm Thanh Diện trong nháy mắt đầu to ra, vốn dĩ Diêu Hân Du hiểu lầm anh và Thư Hân, nếu như để Thư Hân đến đây, chỉ sợ sẽ càng thêm rắc rối. Cho nên anh bèn nói với Thư Hân nếu như không liên quan đến chuyện của hứa Bích Hoài thì không cần đến làm phiền anh, nói xong thì cúp máy. Trong thời gian hai ngày sau đó, Lâm Thanh Diện dành phần lớn thời gian đợi trong Đại học Phú Đán, ở nơi hứa Bích Hoài từng xuất hiện mà một mình thẫn thờ, thời gian còn lại thì nghỉ ngơi ở phòng thuê, Diêu Hân Du mặc dù rất không thích Lâm Thanh Diện, có điều cũng không có nói muốn đuổi Lâm Thanh Diện đi ra khỏi phòng. Nhiều nhất là khi nhìn thấy Lâm Thanh Diện thì mỉa mai vài câu. Lâm Thanh Diện không để trong lòng, cũng không để ý cô ta. So sánh thì thấy thái độ của Lưu Hiểu Hàm đối với Lâm Thanh Diện tốt hơn một chút, bởi vì trước đó chỉ có hai cô gái Lưu Hiểu Hàm và Diêu Hân Du, chuyện thay bóng đèn, treo rèm cửa đại loại vậy các cô đều không làm được. Bây giờ Lâm Thanh Diện đến rồi, Lưu Hiểu Hàm sẽ nhờ Lâm Thanh Diện giúp. Lâm Thanh Diện cũng không có từ chối, điều này khiến Lưu Hiểu Hàm cảm thấy Lâm Thanh Diện là một người không tệ, còn Diêu Hân Du lại cảm thấy Lâm Thanh Diện đang giả bộ, cho rằng Lâm Thanh Diện chắc chắn cảm thấy Lưu Hiểu Hàm ngây thơ dễ lừa, giúp làm những việc đó, chắc chắn có ý đồ bất chính. Chiều hôm đó, Lâm Thanh Diện về chỗ ở lấy đồ, vừa mở cửa nhà thì nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng cãi nhau, tiếng cười của mấy người đàn ông sen lẫn lời lẽ bẩn thỉu vang lên trong hành lang. Lâm Thanh Diện nhíu mày, nghe ta dưới lầu chưa đóng cửa, có điều anh cũng không định đi nói, mở cửa đi vào trong. Vào lúc này, anh nghe thấy tiếng của một cô gái. Mấy người buông tôi ra. Giọng nói đó có hơi quen thuộc, Lâm Thanh Diện suy nghĩ một lát, lập tức xác định đó chắc là tiếng của Lưu Hiểu Hàm. Anh đi dọc theo cầu thang đi xuống lầu, nhìn thấy có một cửa phòng mở hé, bên trong khói thuốc nồng nặc, tràn ngập mùi rượu, mấy người đàn ông để trần, trên mặt là nụ cười xấu xa túm lấy cánh tay của Lưu Hiểu Hàm. Nhìn dáng vẻ là muốn trêu đùa cô. Lưu Hiểu Hàm mặt mày hoảng hốt, có điều ở trước mặt những người đàn ông này, căn bản không thể dễ dụa. "Em gái, nếu đã đến rồi thì chơi cùng mấy anh đi, em chê bọn anh ồn, lát nữa bản thân em kêu lên thì có lẽ sẽ không nói như vậy nữa." Chương 525, sử dụng nhân mạch. "Mấy anh thả tôi ra. Đám lưu manh các anh, các anh nếu như dám làm gì với tôi thì sẽ vào tù." Lưu Hiểu Hàm gắng sức gào lên he he, chuyện này không cần em nhọc lòng, chỉ cần tìm ít quan hệ, tốn ít tiền, chuyện này có thể đè xuống, em gái, em đừng ngây thơ nữa. Một người đàn ông bụng to đầu đinh mặt mày giữ tợn mở miệng nói. Mấy người đàn ông đều đưa tay sờ lên người lưu hiểu hàm, không hề có ý thương hoa tiếc ngọc. Buông cô ấy ra, vào lúc này, một giọng nói trầm thấp và uy nghiêm vang lên, Lâm Thanh Diện đã đi vào trong căn phòng đó, lạnh lùng nhìn mấy người đàn ông đó. Mấy người đàn ông sau khi nghe thấy âm thanh này, đều dừng lại, ngoảnh đầu nhìn về phía cửa, phát hiện người bước vào là một thanh niên bình thường. Tên đàn ông đầu đinh bụng to bóng chốc mắng một câu, con mẹ màu mày là ai, mau cút ra ngoài cho tao, đừng làm lỡ chuyện tốt của ông nội mày. Lưu Hiểu Hàm nhìn thấy lâm thầm mờ hát diện bước vào, trong mắt xuất hiện một tia hy vọng, có điều rất nhanh cô ta phản ứng lại, mấy người đàn ông trong phòng này đều không phải loại vô dụng, chỉ có một mình lâm thanh diện chắc không ứng phó nổi, cho nên vội vàng mở miệng hét lên, Lâm Thanh Diện, anh mau đi báo cảnh sát, kêu cảnh sát đến bắt bọn họ, một mình anh không ứng phó được nhiều bọn họ như này, anh mau rời khỏi đây. Người đàn ông đầu đinh nghe thấy lời này, khẽ đảo con ngươi, sau đó ra hiệu mắt với người bên cạnh, người đó lập tức đứng dậy, xông về phía cửa, khóa cửa lại. Mặc dù bọn họ không sợ chuyện, nhưng nếu như Lâm Thanh Diện đi bảo cảnh sát, chuyện đó cũng sẽ trở nên có hơi phiền phức, quan trọng nhất là sẽ hỏng chuyện tốt của bọn họ. Bây giờ mấy người đều đã uống nhiều, dục vọng trong đầu bị kích phát vô cùng lớn, chứ chuyện bọn họ muốn làm, cái khác bọn họ căn bản sẽ không để vào mắt. Đến thì cũng đến rồi, vậy thì đừng đi nữa, lát nữa đợi mấy anh chơi xong, lại dậy dỗ mày, đến lúc đó mày sẽ biết lo chuyện bao đồng sẽ có kết cục như thế nào. Người đàn ông đầu đinh hừ lạnh một tiếng, trước tiên chói thằng này ném sang một bên, chuyện tốt của chúng ta không thể bỏ lỡ. Mấy người đàn ông ở sau tên đầu đinh đều lập tức đứng dậy cười lạnh đi về phía Lâm Thanh Diện. Lưu Hiểu Hàm nhìn thấy một màn này, trong lòng càng thêm khẩn trương, cô cảm thấy Lâm Thanh Diện sau khi nhìn thấy tình hình ở đây thì nên mau chóng chạy ra ngoài đi báo cảnh sát, dù sao như thế mới là cách ổn thỏa nhất. Nhưng vừa rồi Lâm Thanh Diện nhìn thấy người đó đi khóa cửa lại như thế, mà không có chút động tác gì, mặt mày bình tĩnh, điều này khiến Lưu Hiểu Hàm khẩn trương nói không lên lời. Bây giờ bọn họ khóa cửa lại, còn muốn ra tay với Lâm Thanh Diện trong lòng Lưu Hiểu Hàm có loại cảm giác cùng chồng đánh trận. Lâm Thanh Diệt, anh đừng xảy ra xung đột với bọn họ, anh là vì tôi mới đến đây, tôi không muốn anh vì tôi mà bị thương, nếu như hôm nay thật sự hết cách chạy thoát, anh ngoan ngoãn nghe bọn họ, như thế tổn thất của chúng ta mới có thể giảm thiểu đến mức thấp nhất. Người đàn ông đầu đinh bật cười, mở miệng nói, không ngờ em còn biết nghĩ thay cho người khác, ý tứ này của em, có phải là định thuận theo bọn anh rồi không? Lưu Hiểu Hàm cắn răng, ánh mắt nhìn người đàn ông đầu đinh mà tràn ngập sự ghét bỏ. Lâm Thanh Diện mỉm cười với Lưu Hiểu Hàm, mở miệng nói, yên tâm, cô hôm nay sẽ không sao, mấy tên tê ân trùng lên não mà thôi, làm nên trò trống gì chứ. Vừa rồi lời của Lưu Hiểu Hàm khiến Lâm Thanh Diện ý thức được sự lương thiện của cô gái này xuất phát từ đáy lòng, đã đến tình cảnh này, cô ta vậy mà còn suy nghĩ thay Lâm Thanh Diện, nếu như đổi thành Diêu Hân Du, sợ rằng sớm đã bắt đầu mắng Lâm Thanh Diện không có não rồi. Đương nhiên, nếu như hôm nay nếu như người bị trêu đùa là Diêu Hân Du, Lâm Thanh Diện thật sự không nhất định sẽ ra tay giúp. Đối với cô gái mở miệng là nói anh là đồ mặt trắng, Lâm Thanh Diện không có quá nhiều hảo cảm, đối phương sỉ nhục anh như vậy, anh nếu như còn giúp thì cũng quá không có nguyên tắc rồi. Ai ơi, còn khá biết ra vẻ, loại như mày, bọn này thu thập không biết bao nhiêu rồi, những người đó cuối cùng không có ai không quỳ xuống cầu xin chúng tao mày cảm thấy mày có thể là ngoại lệ sao người đàn ông đầu đinh cười lạnh mở miệng lưu hiểu hàm cũng có hơi không tin lời của lâm thanh diện không phải cô ta coi thường lâm thanh diện thật sự lâm thanh diện không giống loại người có thể đánh được người bên phía người đàn ông đầu đinh đông như vậy cô bây giờ chỉ muốn hạ tổn thất xuống mức thấp nhất lâm thanh diện nói như vậy không nghi ngờ chính là tự tìm rắc rối con mẹ nó thanh niên bây giờ trừ ra vẻ thì chả được tích sự gì, đến lúc để ông mày đến dậy chúng mày làm người rồi. Một người đàn ông lao về phía Lâm Thanh Diện quát một câu, sau đó vùng nắm đấm về phía mặt của Lâm Thanh Diện. Lưu Hiểu Hàm nhìn thấy một màn này, vội vàng nhắm mắt lại, hiện nay cô có thể làm được, chỉ là cầu nguyện ở trong lòng thay cho Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện không thèm liếc nhìn, chỉ nhấc tay, dễ dàng cản nắm đấm của anh ta, sau đó đá một cước, người đó bay ra ngoài. Một kêu thảm thiết vang lên, người đàn ông đầu đinh và những người còn lại đều kinh ngạc. Lưu Hiểu hàm mặt mày khó hiểu, cô nghe tiếng kêu thảm thiết vừa rồi không giống của Lâm Thanh Diệt. bèn mở mắt nhìn thử, cảnh tượng trước mắt đập vào trong mắt thì cả người ngây ra. Cô ta nhìn thấy tốc độ thân ảnh của Lâm Thanh Diện, động tác dứt khoát, không hề rơi vào thế hạ phong. Chủ yếu là động tác của những tên đàn em của người đàn ông đầu đinh giống như bị tua chậm, ở trước mặt Lâm Thanh Diện giống như ruồi bọ, đều không có phản ứng kịp, thì đã bị Lâm Thanh Diện đánh ngã rồi. Những người đàn ông này nhìn trông rất hung dữ, ở trong tay Lâm Thanh Diện lại giống như kẹo bông gòn, khẽ đụng vào thì ngã ra đất. Điều này khiến Lưu Hiểu Hàm cảm thấy bản thân giống như đang xem phim, động tác của Lâm Thanh Diện lưu loát như nước chảy, mà cô chỉ nhìn thấy trong phim võ thuật. Người đàn ông đầu đinh cũng trợn mắt há hốc mồm khi nhìn một màn này, không hề ngờ Lâm Thanh Diện trông bình thường lại lợi hại như vậy dọa sợ mà vội vàng đứng dậy, loạn choạng lui lại phía sau. Lâm Thanh Diện sau khi giải quyết những người đó, bèn đi về phía người đàn ông đầu đinh. Lưu Hiểu Hàm vội vàng từ trên đất đứng dậy, trốn ra đằng sau Lâm Thanh Diện. Nhìn thấy bóng lưng của Lâm Thanh Diện, Lưu Hiểu Hàm lập tức cảm thấy hình tượng của Lâm Thanh Diện ở trong lòng cô trở nên càng cao hơn, thì ra người này không có không đáng tin như trong tưởng tượng, anh vậy mà thật sự có năng lực thu thập những tên lưu manh này. Mày! mày đừng qua đây, tao nói cho mày biết, tao có nhân mạch, chỉ cần một cú điện thoại của tao, lập tức có hơn 100 anh em chạy đến làm thịt mày, mày nếu như thức thời thì mau chóng cút cho tao, chuyện trước đó tao không tính toán, nếu không mày sẽ gặp xui xẻo. Người đàn ông đầu đinh cố gân cổ mở miệng nói, người của anh thật sự lợi hại, nếu đã như thế, vì để hoàn toàn giải quyết những rắc rối các người, tôi cũng quyết định sử dụng nhân mạch của tôi. Lâm Thanh Diện mỉm cười mở miệng nói audio điện tử võ tấn bền Chương 526, bọn họ đã ở dưới lầu rồi. Người đàn ông đầu đinh nghe thấy lời của Lâm Thanh Diệt, trong lòng bỗng chốc có hơi nghi ngờ, anh ta vừa rồi nói mình có nhân mạch, có thể một cú điện thoại gọi đến hơn 100 người, chẳng qua là để hù dọa Lâm Thanh Diệt. Nếu như thật sự để anh ta đi tìm người, anh ta thật sự không nhất định có thể gọi được nhiều như vậy, dù sao nhân mạch mà anh ta gọi thật ra cũng chính là quen mấy người em dưới trướng của lão đại thế giới ngầm của thành phố T. Phiền phức bình thường, những người này có thể giúp người đàn ông đầu đinh giải quyết, nhưng thật sự nếu như tìm hơn 100 anh em đến đây, vẫn là điều không thể. Bây giờ Lâm Thanh Diện nghe lời của anh ta, vậy mà cũng muốn dùng nhân mạch của mình, điều này khiến trong lòng người đàn ông đầu đinh có hơi không biết nên ứng phó như thế nào. Có điều rất nhanh anh ta cũng yên tâm, tuy nói anh ta không thể một cú điện thoại gọi hơn 100 anh em, nhưng nói chung vẫn có một ít nhân mạch, trong một số thế lực của thành phố T, trên cơ bản đều có người anh ta quen biết, nếu không anh ta cũng không dám sau khi uống rượu mà làm loại chuyện này. Anh ta nghe giọng nói của Lâm Thanh Diện giống như người ngoài vùng, hơn nữa tuổi tác không lớn, có lợi hại hơn nữa, ở thành phố T chắc cũng sẽ không có nhân mạch quá lợi hại, không chừng lát nữa gọi người qua đây, vừa hay là người anh ta quen biết, chuyện này lại dễ xử lý rồi lưu hiểu hàm ở một bên nghe thấy lâm thanh diện muốn sử dụng nhân mạch của mình lộ ra một tia hiếu kỳ cô ta không ngờ lâm thanh diện vậy mà có nhân mạch ở thành phố t cô ta nhớ ở trên máy bay lâm thanh diện nói với cô ta đây là lần đầu tiên đến thành phố t theo lý mà nói lâm thanh diện ở đây sẽ không quá nhiều nhân mạch cho dù có chắc cũng chỉ là bạch phú mỹ đến sân bay đón anh nghĩ như thế lưu hiểu hàm lại lo lắng có cái gọi là ác lòng bất đấu địa đầu sạc sao, bọn họ bây giờ không rõ bối cảnh của người đàn ông đầu đinh này, nếu như cùng đối phương liều, nguy hiểm quá lớn rồi. Ác lòng bất đấu địa đầu sạc sao, rồng mạnh cũng không thể áp chế được rắn bản địa. Cho nên Lưu Hiểu hàm bèn nhắc nhở Lâm Thanh Diện một câu, hay là chúng ta vẫn là đi thôi, dù sao bọn họ đã bị anh dạy dỗ rồi, những người này dám ban ngày ban mặt ngang nhiên làm loại chuyện này, không chừng thật sự có chỗ dựa gì đó, anh lại lần đầu tiên đến thành phố T, nhân mạch của thành phố T, chắc chắn những người bản địa bọn họ sẽ lợi hại hơn, như tiếp tục như thế, chúng ta phải mạo hiểm rất lớn, hay là vẫn là bỏ đi. Người đàn ông đầu đinh nghe thấy Lưu Hiểu Hàm nói Lâm Thanh Diện lần đầu tiên đến thành phố T, mắt bỗng sáng lên, nếu như thật sự như thế, trong lòng anh ta càng thêm tự tin, một người ngoài vùng muốn ở thành phố T đấu người với anh ta, thật sự là một chuyện cười. Lâm Thanh Diện liếc nhìn Lưu Hiểu Hàm, mở miệng nói, loại người xấu xa này, nếu như không một lần giải quyết, về sau sẽ còn rất nhiều phiền phức kéo theo, bọn họ sống ở lầu dưới, muốn báo thù, rất dễ, cô cũng không cần lo lắng, mặc dù tôi lần đầu tiên đến thành phố T, nhưng ở đây, vẫn có một ít nhân mạch. Người đàn ông đầu đinh bỗng bật cười thành tiếng, mở miệng nói, có bản lĩnh thì gọi người, tao ngược lại muốn xem thử mày có thể gọi ai đến. Nếu như người gọi đến vừa hay là những người bạn cũ của tôi, vậy tôi cũng bớt phải gọi điện cho họ đến. Lâm Thanh Diện không có quan tâm lời của người đàn ông đầu đinh mà rút điện thoại, gọi điện cho Thư Hân. "Thiếu chủ, Hân Nhi cuối cùng đợi được điện thoại của anh rồi, thiếu chủ có phải cần Hân Nhi không? Thiếu chủ nói vị trí cho Hân Nhi, tôi sẽ đến ngay." Cuộc gọi vừa kết nối, đầu bên kia truyền đến giọng nói lanh lảnh của Thư Hân. Lâm Thanh Diện mặt mày đầy vạch đen, sau đó ho khẽ hai tiếng, mở miệng nói, "Bên phía cô có người của thế lực ngầm không? Chỗ tôi gặp phải một ít phiền phức, cần giải quyết." Thư Hân nghe thấy lời này của Lâm Thanh Diệt, lập tức trở nên nghiêm túc, mở miệng nói có, thiếu chủ ở đâu, tôi phái người qua. Lâm Thanh Diện cũng không có do dự, trực tiếp nói vị trí của mình, phía sau còn cường điệu, chỉ phái người đến là được, bản thân Thư Hân không cần đến. Thư Hân tự nhiên thấy u oán, có điều cô ta cũng không dám làm trái mệnh lệnh của Lâm Thanh Diện, sau khi khúc máy thì vội đi sắp xếp người. Thư Hân có thể trở thành người phụ trách của quan lĩnh ở thành phố T, nếu như không có năng lực, Lâm Thanh Diện chắc chắn không tin. Mặc dù Thư Hân ở thành phố T không tính là người giỏi nhất thương nghiệp, nhưng lấy nguyên tắc khiêm tốn của quan lính chắc chắn sẽ ở trong tối giúp Thư Hân phối hợp chuẩn bị tư nguyên mà chỉ có những gia tộc đỉnh cấp đó. Cho nên Lâm Thanh Diện không hề lo lắng người Thư Hân tìm đến không thể giải quyết phiền phức này. Nếu như ngay cả mấy lưu manh này không giải quyết được, Thu Đình cũng không cần thiết tiếp tục làm người phụ trách của thành phố T. Sau khi gọi điện thoại xong. Lâm Thanh Diện ngoảnh đầu nhìn sang Lưu Hiểu Hàm, mở miệng hỏi: "Cô đi lên trên trước đi, chỗ này giao cho tôi là được." Lưu Hiểu Hàm tràn đầy lo lắng nhìn Lâm Thanh Diện, nói: "Chuyện này cũng có quan hệ nhất định với tôi, tôi sao có thể để một mình anh ở lại nơi này?" Lâm Thanh Diện mỉm cười, nói: "Cô lên trước đi, lát nữa nếu như tôi không thể giải quyết bọn họ, cô còn có thể thay tôi báo cảnh sát, như thế cũng coi như để lại chiêu sau." "Anh biết, nếu như không nói như vậy, lưu hiểu hàm chắc chắn sẽ không đồng ý đi lên trên trước lưu hiểu hàm cảm thấy lâm thanh diện nói có hơi đạo lý vì thế gật đầu với lâm thanh diện nói vậy tôi lên trên trước lát nữa nếu như xảy ra sự chuyện ngoài ý muốn anh nhất định phải lớn tiếng kêu cứu tôi nhanh chóng báo cảnh sát lâm thanh diện gật đầu nói chắc sẽ không xảy ra loại tình huống này cô lên trên đợi tôi là được lưu hiểu hàm không tiếp tục nói gì nữa sau khi liếc nhìn người đàn ông đầu đinh từ trong phòng đi ra Đợi sau khi Lưu Hiểu Hàm đi rồi, người đàn ông đầu đinh mỉm cười liếc nhìn Lâm Thanh Diệt, mở miệng nói, xem ra mày đôi với người của mình cũng không có lòng tin, mày là người ngoài vùng lần đầu đến, tao thấy mày vẫn mau chóng quỳ xuống dập đầu trước mặt tao, xin tao tha cho mày, chuyện này cũng không có phiền phức như vậy. Lâm Thanh Diện ngoảnh đầu liếc nhìn người đàn ông đầu đinh, mở miệng nói, tôi đó là vì dỗ cô ấy đi lên, anh nghe không ra sao. Lát nữa kết cục của anh có thể sẽ rất thảm, một cô gái như cô ấy, không tiện nhìn thấy những chuyện này. Ha ha, con mẹ mày bớt ở đó mà huynh hoang, nói cho mày biết, ông đây ở trong các thế lực lớn cho thành phố T, đều có người quen, mặc mà kệ mày gọi ai đến, đều phải cho tao mấy phần mặt mũi, đến lúc đó kết cục thảm, sẽ chỉ là bản thân mày. Người đàn ông đầu đinh mặt mày tràn đầy tự tin mở miệng. Lâm Thanh Diện không thèm để ý anh, mà trực tiếp cầm một chiếc ghế, ngồi xuống. Không lâu sau, điện thoại của Lâm Thanh Diện đổ chuông, là một số lạ lâm thanh diện nghe máy đầu dây bên kia truyền đến giọng nói cung kính anh lâm tôi đã dẫn người đến nơi mà anh nói có điều người của chúng tôi có hơi nhiều không thể đi lên anh đợi chút tôi để mấy anh em lên trên trước để giúp anh xử lý phiền phức không cần tôi bây giờ đi xuống lâm thanh diện đáp một câu sau đó lâm thanh diện bèn túm cổ áo của người đàn ông đầu đinh lôi anh ta đi ra bên ngoài người đàn ông đầu đinh bỗng mắng mở miệng nói con mẹ mày làm gì Thả ông ra, mày không phải muốn tìm người đến. Bọn họ đã đến dưới lầu rồi." Lâm Thanh Diện mở miệng. "Người mày tìm đến sẽ không phải mấy tên loay choi chứ, vậy mà không dám lên lầu, mày muốn tao cười rơi răng." Người đàn ông đầu đinh cười ha hả. Lâm Thanh Diện không thèm để ý anh ta, lôi anh ta xuống lầu, hai người đi ra, người đàn ông đầu đinh mặt mày đắc ý muốn xem thử Lâm Thanh Diện rốt cuộc tìm đến mấy mặt hàng gì đến. Có điều đợi khi ánh mắt của anh ta nhìn ra bên ngoài, cơ thể lập tức cứng đờ. Dưới lầu lúc này đã tập trung một nhóm đàn ông mặc vest đen, đeo kính dâm đen, cộng vào cũng trên 100 người, bọn họ đứng cùng một chỗ, tự nhiên nảy sinh khí thế ngập trời, khiến người trong tiểu khu đều không dám lại gần nửa bước. chương 527, tương đối an toàn. Những, những người này đều là mày tìm đến, người đàn ông đầu đinh mặt mày không dám tin liếc nhìn lâm thanh diệt, hai chân đã bắt đầu mềm nhũn dùng mình anh ta vốn dĩ tưởng Lâm Thanh Diện chỉ gọi đến mấy ai ớt ơ, dù sao người ngoài vùng đến đây lần đầu, sao có thể gọi được người lợi hại đến chứ? Nhưng bây giờ dưới lầu vậy mà tụ tập hơn 100 người, Lâm Thanh Diện chẳng qua chỉ gọi một cú điện thoại, vậy mà gọi được nhiều người đến như thế, hơn nữa nhìn trông đều là người đã trải qua huấn luyện, những người này hoàn toàn khác với những tên lưu manh quèn đó, điều này khiến sự sợ hãi trong lòng người đàn ông đầu đinh lập tức xuất hiện. Lâm Thanh Diện gật đầu nói người đàn ông đầu đinh nói chắc chính là bọn họ. Người đàn ông đầu đinh nuốt nước, nước bọt, cái gì gọi là chắc, chẳng lẽ người của Lâm Thanh Diện ở thành phố T đã điều đến mức không rõ, ngay cả bản thân anh cũng không biết người mình gọi đến là ai. Lúc này có hai người đi ra từ trong nhóm người mặc vest, một người đàn ông trung nên hơn 40 tuổi, nhìn trông trầm ổn quả quyết, một người thanh niên mặc quần áo thể thao. Khoảnh khắc người đàn ông đầu đinh nhìn thấy hai người thì sửng sốt, suýt chút nữa trực tiếp nhảy dựng lên anh ta nhận ra hai người này, người đàn ông trung niên đó, là đại ca của thế giới ngầm tựa như mặt trời giữa trưa của thành phố T, Lưu Bang Vận, ở trong thế lực ngầm của thành phố T hiện nay, Lưu Bang Vân có thể nói là đứng đầu, người có thể tranh luận với ông ta rất ít, ít lại càng thêm ít, ở thành phố T, mặc kệ chọc phải ai, cũng tuyệt đối không thể chọc vào Lưu Bang Vận. Mà người thanh niên đi bên cạnh Lưu Bang Vận, tên là Tào Thạc, là đàn em đắc lực dưới trướng của Lưu Bang Vận, người đàn ông đầu đinh trước có từng may mắn ăn cơm cùng tào thạc nói ra cũng coi như quen biết lưu bang vận vậy mà đích thân dẫn người đến cả thành phố tê có thể có đối đãi như thế này sợ rằng chỉ đếm được trên đầu ngón tay người đàn ông đầu đinh chỉ cảm thấy ra đầu của mình tê dại nếu như mấy người lưu bang vận thật sự là người lâm thanh diện gọi đến vậy anh ta hôm nay thật sự xong đời rồi chắc chắn không phải như vậy tên này có tài có đức gì có thể tìm được nhân vật như lưu bang vận đến còn dẫn một lượng lớn người như vậy, đây chắc chắn chỉ là trùng hợp, Lưu Bang vận bọn họ đến đây, đoán chắc là có chuyện khác, chúng tôi mới có mấy người, sao có thể đáng để Lưu Bang vận dẫn nhiều người đến đối phó như vậy. Không sai, nhất định là trùng hợp, người tên này gọi đến, không chừng đã bị người của Lưu Bang vận dọa chạy rồi, cho nên anh ta mới dẫn mình xuống, anh đây là muốn mượn người của Lưu Bang vận hù dọa tôi. He he, đáng tiếc anh ta không hề biết, mình có quen biết đàn em bên cạnh Lưu Bang vận không chừng mình còn có thể mượn bọn họ, thu thập tên này một trận. Trong lòng người đàn ông đầu đinh vụt qua mấy ý nghĩ, sau đó vội vàng vẫy vẫy tay với tào thạc bên cạnh lưu bang vận, mở miệng gọi, tào thạc, là tôi, lão trương, chúng ta từng cùng ăn cơm với nhau, tên này gây sự với tôi, anh có thể thuận đường giúp tôi thu thập anh ta không? Tào thạc quay sang liếc nhìn người đàn ông đầu đinh, phát hiện người đó anh ta quả thật quen, có điều lúc này người bắt anh ta, chính là người bọn họ lần này phải giúp. Khi đến Lưu Bang vận đã nói rồi, người mà bọn họ lần này phải giúp, cực kỳ quan trọng, không thể có bất cứ sai sót, thân phận của người này đã đến trình độ bọn họ không thể tưởng tượng được. Cho nên bọn họ mới trực tiếp dẫn hơn 100 anh em đến đây. Bây giờ người đàn ông đầu đinh kêu anh ta đi thu thập nhân vật quan trọng như vậy, hại ra đầu của Tào Thạc cũng bắt đầu tê dại. Lưu Bang vận ngoảnh đầu liếc nhìn Tào Thạc, mở miệng hỏi, cậu quen người này? Tào Thạc vội lắc đầu, nói, lão đại em không hề quen anh ta, ai biết anh ấy từ đâu ra biết được tên của em. Lưu Bang vẫn lúc này gật đầu, nói, vậy thì tốt. Người đàn ông đầu đinh lập tức ngốc trệ, anh ta không ngờ tào thạc vậy mà sẽ nói không quen anh ta, giống như phủi sạch quan hệ với anh ta. Lúc này Lưu Bang vẫn đi đến trước mặt Lâm Thanh Diện, cực kỳ cung kính cúi người với Lâm Thanh Diện, mở miệng nói, cậu Lâm, chúng tôi sau khi nhận được thông báo, lập tức chạy đến, hy vọng không có đến muộn, không biết cậu Lâm gặp phải phiền phức gì, những người tôi dẫn đến nếu như không đủ tôi sẽ gọi thêm một số nữa đến lâm thanh diện xua xua tay nói không cần chỉ là gây sự mà thôi ông dẫn người nhiều đến như vậy thật sự đã quá nhiều rồi anh cũng không ngờ thư hân sẽ sắp xếp nhiều người đến như vậy quả thật tính như hưng sư động chúng rồi có điều nếu đã đến lâm thanh diện cũng không nói gì như thế cũng có thể hù dọa người đàn ông đầu đinh này tin chắc qua hôm nay anh ta cũng không dám tìm lưu hiểu hàm gây chuyện nữa Cậu Lâm, không biết có thể thuật lại cụ thể chuyện rắc rối mà cậu gặp phải không? Tôi dễ kêu người giúp cậu thu thập những thứ không có mắt này. Lưu Bang vẫn hỏi tiếp một câu. Lâm Thanh Diện lập tức nói đơn giản chuyện xảy ra trước đó, tỏ rõ đây chỉ là một phiền phức nhỏ, chỉ cần dạy cho mấy người này một bài học là đủ rồi. Người đàn ông đầu đinh ngây ngốc nhìn một màn trước mắt, anh ta thế nào cũng không ngờ Lưu Bang vẫn dẫn nhiều người đến như vậy, thế mà thật sự là đến giúp Lâm Thanh Diện. Hơn nữa thái độ của Lưu Bang vận đối với Lâm Thanh Diện vậy mà cung kính như thế, giống như Lâm Thanh Diện là lão đại của ông ta, anh ta còn chưa từng nghe nói ai có thể ở trước mặt Lưu Bang vận mà tỏ ra uy phong như vậy. Người đàn ông đầu đinh ý thức đến sự việc trở nên nghiêm trọng thì quay đầu liếc nhìn Lâm Thanh Diện, sau đó không một chút do dự quỳ xuống ở trước mặt Lâm Thanh Diện, khóc lóc nói: "Đại ca, tôi biết rồi, tôi thật sự không ngờ anh lợi hại như vậy, cầu xin anh tha cho tôi, tôi về sau cũng không dám nữa." Lâm Thanh Diện lạnh lùng liếc nhìn anh ta, không có nói chuyện, anh biết, chuyện tiếp theo, Lưu Bang vẫn sẽ thay anh xử lý. Tào Thạc nhìn thấy người đàn ông đầu đinh quỳ xuống trước mặt xin tha, đôi mắt khẽ đảo, anh ta bây giờ phải mau chóng phủi sạch quan hệ với người đàn ông đầu đinh, ngộ ngỡ đại nhân vật này để ý, anh ta cũng xong đời theo. Cho nên anh ta trực tiếp đi đến trước mặt người đàn ông đầu đinh, túm lấy cổ áo của anh ta, lôi anh ta đi vào trong hơn 100 người đó khi anh chọc giận anh Lâm sao không nghĩ đến khoảnh khắc này, bây giờ muốn xin tha, nói cho anh biết, đã muộn rồi. Các anh em, cái tên ngu ngốc này dám tìm anh Lâm gây phiền phức, khiến anh ta biết sự lợi hại của chúng ta đi. Tào Thạc trực tiếp lôi người đàn ông đầu đinh đi vào trong đám người. Tiếng kêu cứu của người đàn ông đầu đinh còn chưa cất lên, gương mặt của anh ta liền bị một cú đấm trời giáng chút xuống. Một tiếng hét thảm từ trong đám người truyền ra, đáng tiếc ở đây không có ai đồng cảm với người đàn ông đầu đinh, toàn bộ đều muốn cho anh ta vài đấm. Lưu Bang vận mỉm cười đi tới trước mặt Lâm Thanh Diện, đưa một tấm danh thiếp cho anh, kiểu của chiếc danh thiếp rất tinh tế, còn rát vàng, bên trên chỉ có một số điện thoại, nhìn ra được loại danh thiếp này không phải ai cũng sẽ cho. Cậu Lâm, Chủ tịch Thư đã căn dặn, sau này chuyện của câu chính là chuyện của chúng tôi, đây là danh thiếp của tôi, sau này anh ở thành phố T mà gặp phiền phức gì, đều có thể gọi điện cho tôi. Lâm Thanh Diện không có từ chối, nhận lấy chiếc danh thiếp, gật đầu với Lưu Bang Vận. So sánh với việc tìm Thư Hân, Lâm Thanh Diện vẫn cảm thấy tìm Lưu Bang Vận sẽ an toàn hơn. chương 528, không đi. Trong chung cư, Lưu Hiểu Hàm đang lo lắng đi qua đi lại, thỉnh thoảng còn ghé tai vào cửa, muốn nghe động tĩnh ở dưới lầu. Nhưng sau khi cô đi lên, dưới lầu không có chuyển ra bất kỳ âm thanh gì, điều này khiến trong lòng cô ta không khỏi lo lắng Lâm Thanh Diện đã xảy ra chuyện. Lúc đó cô và Lâm Thanh Diện đã nói, nếu như tình hình không ổn, Lâm Thanh Diện sẽ kêu cứu, cô ta lập tức báo cảnh sát, nhưng bây giờ một chút động tính cũng không có, cô ta cũng không biết mình nên làm sao mới tốt. Không phải người Lâm Thanh Diện tìm đến vừa hay quen biết với mấy tên lưu manh đó, sau đó trực tiếp dẫn Lâm Thanh Diện đi rồi chứ. Lưu Hiểu hàm lầm bẩm tự nói với mình, trong lòng sinh ra một tia sợ hãi. Không được, nếu như thật sự là như thế, vậy Lâm Thanh Diện chắc chắn rất nguy hiểm, mình nhất định phải đi xác nhận tình hình, nếu như tình hình không đúng thì lập tức báo cảnh sát. Trong lòng đưa ra quyết định, Lưu Hiểu Hàm đi đến cửa, mặt mày lo lắng mở cửa, muốn xông ra bên ngoài thì vào lúc này, cô cảm thấy trước mắt tối đen, sau đó đụng vào lộng ngực rắn chắc, cả người đều bật trở vào. Cô đứng vững lại, nhìn về phía cửa, sau khi phát hiện người mình đập chúng chính là Lâm Thanh Diện, bỗng trợn tròn mắt. Lâm Thanh Diện, anh, anh sao đã trở về rồi? Những người đó thả anh đi sao? Lâm Thanh Diện mỉm cười với Lưu Hiểu Hàm, mở miệng nói, phiền phức đã giải quyết rồi, sau này dưới lầu sẽ không tiếp tục ồn ào nữa. Lưu Hiểu Hàm mặt mày khó tin, mở miệng hỏi, ý của anh là những người đó chuyển đi rồi? Hừm, gần như thế. Lâm Thanh Diện đáp một câu, bị người của Lưu Bang vận dẫn đi và chuyển đi, bản chất cũng gần như nhau những người đó không phải nói mình có rất nhiều người sao anh sao khiến bọn họ chuyển đi được chứ bọn họ không có tìm anh gây chuyện chứ lưu hiểu hàm vẫn không nghĩ thông lâm thanh diện rốt cuộc đã làm như thế nào không phải nói rồi sao tôi ở đây có người người tôi tìm đã đến giúp giải quyết chuyện này rồi lâm thanh diện giải thích lưu hiểu hàm lúc này mới ngộ ra bèn gật đầu không ngờ lâm thanh diện vậy mà lại siêu như vậy có thể tìm đến người có thể dẹp yên chuyện này Xem ra tên này mặc dù là người vùng ngoài đến, nhưng cũng có chút thủ đoạn. Nếu như cô ta bây giờ đi xuống dưới lầu xem thử, không chừng còn có thể nhìn thấy cảnh tượng hơn trăm đàn em mặc vest rời khỏi, khi đó cô sợ sẽ không cảm thấy Lâm Thanh Diện chỉ là có một chút thủ đoạn. Lâm Thanh Diện, cảm, cảm ơn anh, sau khi hoàn hồn, Lưu Hiểu Hàm có hơi cảm kích nhìn Lâm Thanh Diện, trên gương mặt xinh đẹp rõ ràng lộ ra một tia hảo cảm với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện mỉm cười với Lưu Hiểu Hàm nói nên làm. Sau đó anh trở về phòng lấy đồ, lại rời khỏi chung cư. Mặc dù Lâm Thanh Diện không có để chuyện này trong lòng, nhưng đối với Lưu Hiểu Hàm mà nói, chuyện lần này có thể thoát được một kiếp, dù sao nếu như không có Lâm Thanh Diện, cô ta lần này rất có thể sẽ chịu độc thủ của mấy tên lưu manh đó. Chuyện này đối với Lưu Hiểu Hàm đủ để thay đổi cuộc đời, cho nên Lâm Thanh Diện là chúa cứu thế của Lưu Hiểu Hàm cũng không ngoa. Lưu Hiểu Hàm vốn dĩ còn nghĩ bản thân nến bảo đáp Lâm Thanh Diện như thế nào, dưới loại tình huống đó, Lưu Hiểu Hàm cảm thấy Lâm Thanh Diện đưa ra bất cứ yêu cầu gì cô ta đều có thể đồng ý, nhưng Lâm Thanh Diện hoàn toàn coi chuyện này là một chuyện nhỏ vô cùng bình thường, lấy đồ xong thì đi luôn. Điều này càng khiến Lưu Hiểu Hàm cảm thấy sự quyến rũ trên người của Lâm Thanh Diện, sự hảo cảm đối với Lâm Thanh Diện tăng lên. Một mình cô ta đợi ở chung cư rất lâu, trong đầu đã suy nghĩ rất nhiều trên mặt thỉnh thoảng lộ ra nụ cười ngốc nghếch. Lâm Thanh Diện mặc dù không có gương mặt của Nam Minh Tinh, nhưng khí chất khi cứu mình, quả thật quá ngầu, còn cả cơ ngực của anh ta, quá rắn chắc, anh không phải có tám múi chứ. Thật muốn sờ thử. Mãi đến sầm tối, Lưu Hiểu Hàm cũng không có nghe thấy bất kỳ âm thanh ồn ào gì dưới lầu, cô ta còn đặc biệt tìm người quản lý xác nhận lại. Quản lý nói với cô ta những người ở lầu dưới đã chuyển đi rồi, cô lúc này mới hoàn toàn yên tâm đồng thời lại khen ngợi mấy câu lâm thanh diện đáng tin tối siêu hân du trở về lưu hiểu hàm hưng phấn kể lại chuyện xảy ra hồi chiều với diêu hân du còn không ngừng khen lâm thanh diện siêu hân du nghe xong những gì lâm thanh diện nói trợn mắt đưa tay sờ chán của lưu hiểu hàm mở miệng nói tiểu hàm cậu không phải bị sốt chứ cậu vậy mà cảm thấy tên mặt trắng đó đẹp trai ôi trời đất tên mặt trắng đó không phải đã dùng yêu thuật gì để mê hoặc cậu chứ Lưu hiểu hàm nghe thấy Diêu Hân Du nói như thế, lập tức lấy tay của cô ta ra, mở miệng nói: Hân Du, cậu có thể đừng nói Lâm Thanh Diện như thế được không? Chiều nay thật sự là anh ta đã cứu tớ, cậu không tin thì xuống dưới lầu xem thử. Những tên lưu manh đó đã chuyển đi rồi. Tiểu Hàm, không phải tớ nói đâu, mà là cậu quá dễ lừa rồi. Tớ hỏi cậu, cậu tận mắt nhìn thấy Lâm Thanh Diện đánh những tên lưu manh đó chạy sao? Diêu Hân Du dáng vẻ hận sắt không thể thành thép. Lưu Hiểu Hàm nghe thấy lời này của Diêu Hân Du, bỗng sững người, sau đó lắc đầu, nói cái này ngược lại không có nhìn thấy, anh ta bảo tớ lên trước, đề phòng vạn nhất. Cho nên nói, cậu căn bản không có nhìn thấy chuyện này giải quyết như thế nào thì đã biết ơn tên mặt trắng đó, ngộ ngỡ chuyện này là hàng xóm khác báo cảnh sát giải quyết, kết quả tên này lại nói là mình giải quyết, anh ta chính là vì lấy hảo cảm của cậu, dù cô gái ngây thơ như cậu thì sao? Diêu Hân Du nói quan điểm Lưu Hiểu Hàm cảm thấy lời này của Diêu Hân Du có rất nhiều chỗ không ổn, nhưng vậy mà không tìm được lời nào phản bác cô ta cả. Tớ nói cho cậu biết, người như anh ta, tớ thấy nhiều rồi, cậu còn nhớ bạn trai trước 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 nữa của tớ không, không phải cũng là một tên thích nói phét, lời loại người này nói không thể tin. Diêu Hân Du sau đó lời nặng ý giải nói. Hân Du, tớ vẫn cảm thấy cậu quá thành kiến với Lâm Thanh Diệt, chuyện này không có phức tạp như cậu nghĩ đâu, thật sự là Lâm Thanh Diệt giúp giải quyết hơn nữa anh ta cũng không yêu cầu tới cảm ơn cái gì cả lưu hiểu hàm tiếp tục nói thay cho lâm thanh diện cô nàng ngốc cái này gọi là thả con săn sắt bắt con cá rô hiểu không anh ta là cố tình loại đàn ông này là đáng sợ nhất hơn nữa chuyên môn tìm những cô gái ngây thơ như cậu mà ra tay hơn nữa tớ nghi ngờ những người dưới lầu đó không chừng là anh ta tìm đến diễn kịch cố tình lừa cậu cắn câu nếu không dựa vào anh ta sao có thể một mình đánh được mấy người đó đây đều là âm mưu không được, chúng ta không thể để tên này tiếp tục ở cùng với chúng ta được, nếu không chúng ta sớm muộn gì cũng dính độc thủ của anh ta. Siêu hân du nói rồi, mắt híp lại, dường như nhìn thấu bí mật to lớn gì đó. Lưu hiểu hàm bỗng có hơi nghẹn lời, cảm thấy cô bạn thân này của mình suy nghĩ thật sự hơi nhiều. Hân du, tớ cảm thấy cậu bị những người đó lừa nên sợ rồi, cho nên cảm thấy đàn ông ai cũng như vậy, tớ có thể cảm nhận rõ ràng, lâm thanh diện không phải người như thế. Lưu Hiểu Hàm mặt mày nghiêm túc nói. Siêu Hân Du trợn mắt với Lưu Hiểu Hàm nói, bỏ đi bỏ đi, đợi cậu ăn thiệt, cậu sẽ biết tớ nói đúng hay không, không nói tên mặt trắng đó. Ngày mai Lâm Cường mời chúng ta đến quán ba chơi, nghe nói quán ba sẽ đi là mộng thiên đường cực kỳ nổi tiếng ở thành phố Tê, nơi đó phí rất cao, nghe nói còn là địa bàn của lão đại thành phố Tê Lưu Bang Vật. Lâm Cường không hổ là phú nhị đại giàu có nhất lớp chúng ta, loại địa phương này cũng mời được, ngày mai tớ phải sửa soạn thật kỹ đến mộng thiên đường chơi. Lưu Hiểu Hàm nghe thấy lời nói của Diêu Hân Du, lập tức nhíu mày, mở miệng nói, đến quán ba chơi, nghe nói nơi đó rất loạn, hay là chúng ta không đi. Ai à, sợ cái gì, có Lâm Cường bọn họ ở đó, hơn nữa lần này Lâm Cường điểm danh hai người chúng ta phải đi, nếu như không đi, chính là không có Lâm Cường mặt mũi, cậu cũng biết bối cảnh nhà Lâm Cường, đắc tội với cậu ta không phải chuyện gì tốt, dù sao cũng chỉ là đi chơi, thanh niên đến quán ba không phải là chuyện rất bình thường hay sao. Siêu hân du khuyên, Lưu Hiểu Hàm vẫn nhíu mày, cô ta không muốn đi, không phải vì quán ba rất loạn, mà là vì tên Lâm Cường này có ý với cô ta, hơn nữa mấy lần lộ ra suy nghĩ của mình, nhưng Lưu Hiểu Hàm không thích tên Lâm Cường này, thậm chí có hơi ghét. Có điều Diêu Hân Du nói cũng không sai, nhà Lâm Cường ở thành phố tê có một doanh nghiệp không nhỏ, quả thật tính là phú nhị đại, trong nhà có không ít nhân mạch, cô ta cũng không muốn đối đầu với Lâm Cường. Vậy, vậy được thôi, có điều chúng ta có thể dẫn theo Lâm Thanh Diện đi cùng không? Lưu Hiểu Hàm mở miệng hỏi. Siêu Hân Du lập tức trợn mắt, mở miệng nói, dẫn tên mặt trắng đó đi làm gì? Lưu Hiểu Hàm suy nghĩ, nói, Lâm Thanh Diện cũng tính là bạn cùng phòng của chúng ta, dù sao ra ngoài chơi, dẫn theo anh ta chắc không có gì. Thật ra cô ta muốn dẫn theo Lâm Thanh Diện, là vì Lâm Thanh Diện có thể cho cô ta cảm giác an toàn, Chuyện hôm nay khiến Lưu Hiểu Hàm có loại cảm giác đó, cho nên cô vô thức muốn Lâm Thanh Diện đi cùng. Siêu Hân dù căn bản muốn trực tiếp từ chối Lưu Hiểu Hàm, dù sao dẫn theo tên mặt trắng Lâm Thanh Diện đi cùng, sẽ chỉ khiến bọn họ mất mặt. Ngộ nhỡ khiến Lâm Cường biết Lâm Thanh Diện là trai bao, chắc tất cả mọi người đều sẽ cười chê bọn họ làm bạn với tên mặt trắng đó. Có điều suy nghĩ xoay chuyển, Lâm Thanh Diện định ra tay với Lưu Hiểu Hàm, cô ta vừa hay có thể mượn cơ hội này để Lâm Cường thu thập Lâm Thanh Diện một trận suy nghĩ của Lâm Cường đối với Lưu Hiểu Hàm cô ta biết, nếu như Lâm Cường biết Lâm Thanh Diện dành mất hảo cảm của Lưu Hiểu Hàm, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Không chừng còn có thể mượn tay của Lâm Cường, đuổi Lâm Thanh Diện ra khỏi chung cư của bọn họ. Nghĩ đến đây, trên mặt Diêu Hân Du lộ ra nụ cười xấu xa, cảm thấy mình thật sự quá thông minh, cách hay như vậy cũng có thể nghĩ ra. Vậy thì nghe cậu đi, dẫn anh ta theo cũng không có gì, Lâm Cường chắc chắn sẽ không để ý, lát nữa đợi anh ta về đi nói với anh ta siêu hân du mở miệng thấy diêu hân du đồng ý lưu hiểu hàm lập tức vui mừng gật đầu không lâu sau lâm thanh diện từ bên ngoài trở về mở cửa bước vào trung cơ bèn trực tiếp đi lên lầu siêu hân du vội vàng đứng dậy đi đến trước mặt lâm thanh diện trong lòng nghĩ lâm thanh diện muốn lừa lưu hiểu hàm cơ hội cùng đi ra ngoài chơi như vậy chắc sẽ không bỏ qua cho nên dùng một loại giọng nói ra lệnh ngày mai tôi và Tiểu Hàm đến quán ba chơi, nể tình anh là bạn phòng của chúng tôi, để anh đi cùng, nhớ mặc đẹp một chút, đừng để ra ngoài làm mất mặt chúng tôi. Lâm Thanh Diện liếc nhìn cô ta, mặt mày không có biểu cảm gì trả lời. Không đi, mươi 529 sẽ bị đánh mà tìm răng trên đất. Vốn dĩ diêu hân du mặt mày đang đắc ý sau khi nghe thấy câu trả lời của Lâm Thanh Diện, lập tức cảm thấy cơ hội tốt như vậy, có như thế nào, Lâm Thanh Diện cũng không thể từ chối, nhưng bây giờ đối phương vậy mà không thèm suy nghĩ nói ra hai chữ khiến sắc mặt cô ta tràn ngập sự ngượng ngùng anh anh nói cái gì anh nói lại cho tôi lần nữa siêu hân du tức đến nỗi mà lồng ngực phập phồng lâm thanh diện cảm thấy cô ta có hơi vô lý làm loạn không tiếp tục để tâm đến cô ta vòng qua cô ta định đi lên lầu siêu hân du lần nữa ngăn cản trước mặt lâm thanh diện khí thế đùng đùng tôi có lòng tốt mời anh anh vậy mà dám từ chối anh tưởng anh là ai làm người đừng quá coi trọng mình quá anh chẳng qua chỉ là bị tên mặt trắng được bao nuôi mà thôi ánh mắt của lâm thanh diện nhìn diêu hân du bỗng trở nên sắc nhọn khí thế lăng lệ tỏa ra trên người khiến ngọn lửa trong lòng diêu hân du lập tức tan biến lưu hiểu hàm thấy tia lửa của hai người bắn tung tóe cũng có hơi khẩn trương vội vàng đi tới túm lấy cánh tay của diêu hân du mặt mày tỏ ý xin lỗi lâm thanh diện thật sự xin lỗi là tôi muốn mời anh đi chơi cùng hân du nói chuyện không chừng mực Tôi thay cô ấy xin lỗi anh, xin lỗi, anh đừng tính toán với cô ấy. Nghe thấy lời này của Lưu Hiểu Hàm, Lâm Thanh Diện mới dịu lại, dùng ngữ khí ôn hòa nói với Lưu Hiểu Hàm, ngày mai tôi có hẹn với người khác, cho nên không thể đi chơi cùng các cô được, lượng thứ. Lưu Hiểu Hàm gật đầu, mặc dù trong lòng có hơi thất vọng, có điều thấy thái độ của Lâm Thanh Diện với mình không có tệ như trước, bèn thở phào. Lâm Thanh Diện nói xong liền đi lên lầu, không tiếp tục lãng phí thời gian ở dưới lầu nữa. Siêu Hân dù rõ ràng cảm nhận được sự khác biệt thái độ của Lâm Thanh Diện đối mình và Lưu Hiểu Hàm, trong lòng càng tức tối. Lâm Thanh Diện khi nói chuyện với cô ta, rõ ràng là bộ dạng không kiên nhẫn, nhưng khi nói chuyện với Lưu Hiểu Hàm lại rất lịch sự, điều này khiến cô ta cảm thấy Lâm Thanh Diện cố tình, hơn nữa càng chứng tỏ Lâm Thanh Diện có ý đồ với Lưu Hiểu Hàm. Cô ta căn bản không ngờ thái độ của Lâm Thanh Diện với cô ta kém, là vì thái độ của bản thân cô ta có vấn đề. Thật sự tức chết tớ rồi tưởng mình là ai chứ thật sự coi mình tài giỏi lắm sao ai thèm để anh ta chứ thật là cho mặt mũi mà không biết đường tiểu hàm cậu nhìn thấy chưa tên này chính là có ý đồ không tốt với cậu vừa rồi nếu như đổi thành cậu nói không chừng anh ta sẽ đồng ý rồi diêu hân du tức giận đùng đùng nói lưu hiểu hàm nhíu mày liếc nhìn diêu hân du nói được rồi hân du thái độ nói chuyện vừa rồi của cậu khiến người ta không thoải mái lâm thanh diện từ chối cũng là điều bình thường hơn nữa anh ta không phải cũng giải thích rồi hay sao ngày mai có hẹn không có thời gian đi thái độ của tớ như thế nào anh chẳng qua là một tên trai bao mà thôi tớ có thể nói chuyện với anh ta đã rất cho anh ta mặt mũi rồi đừng tưởng diêu hân du tớ dễ ức hiếp ngày mai ra ngoài chơi tớ nhất định kêu lâm cường giúp xử lý cái tên không biết tốt xấu này diêu hân du lường về cái cầu thang không hề kiêng kỵ mà gắt lên lưu hiểu hàm mặt mày đầy vẻ bất lực cuối cùng chỉ biết thở dài, xoay người đi về phòng của mình. Sầm tối ngày hôm sau, Lâm Thanh Diện rời khỏi Đại học Phú Đán, gọi xe đến quán Ba Mộng Thiên Đường. Hôm qua Lưu Bang Vận sau khi giải quyết mấy tên lưu manh giúp Lâm Thanh Diện, bèn nhiệt tình mời Lâm Thanh Diện đến quán ba của ông ta làm khách, nói là muốn tận sức của một chủ nhà. Lâm Thanh Diện vốn dĩ không muốn đi, có điều Lưu Bang Vận quá nhiệt tình, hơn nữa người ta còn giúp mình, bản thân từ chối quá triệt để, rõ ràng có hơi không cho mặt mũi cho nên bèn đồng ý tối nay đến mộng thiên đường một lúc. Vừa hay mấy ngày nay anh tìm kiếm hứa bích hoài cũng có hơi căng thẳng thần kinh, đến quán ba uống rượu cùng lưu bang vận, cũng có thể thả lòng. Trên đường lâm thanh diện đến mộng thiên đường, trước cửa của quán ba mộng thiên đường, một nhóm thanh niên đã tụ tập ở đó. Người cầm đầu nhóm người này cao 1m9, nhìn trông là một thanh niên cao lớn rắn giỏi, người này chính là Lâm Cường, phú nhị đại của lớp siêu hân du, đồng thời cũng là nhân vật nổi danh của lớp bọn họ, nghe nói từ khi lên đại học tổng cộng đã có mười mấy cô bạn gái là ngựa giống thật sự của lớp bọn họ lúc này hai người diêu hân du và lưu hiểu hàm đến cửa mộng thông đường hai người đều trang điểm sửa soạn kỹ lưỡng thu hút không ít ánh nhìn từ xung quanh lâm cường nhìn thấy hai người đến trên mặt cũng lộ ra một nụ cười đi tới đón sau khi chào hỏi với diêu hân du hai mắt nhìn chằm chằm lưu hiểu hàm mở miệng nói cậu hôm nay thật đẹp lưu hiểu hàm lịch sử mỉm cười với lâm cường không muốn thể hiện quá nhiều sự nhiệt tình với anh ta. Đợi thêm lúc nữa, có mấy người chưa đến, lát nữa người đến đủ chúng ta cùng vào. Lâm Cường xoay người nói với mọi người một câu. Lúc này Diêu Hân Du đi tới trước mặt Lâm Cường, mở miệng nói, "Lâm Cường, tôi có tin tức quan trọng muốn nói với cậu, cậu có muốn biết không?" Lâm Cường mỉm cười nhìn Diêu Hân Du, nói, "Tin tức quan trọng gì?" Diêu Hân Du ngoảnh đầu liếc nhìn Lưu Hiểu Hàm đang nói chuyện với nữ sinh khác nói có người đánh chủ ý vào tiểu hàm. Sắc mặt của Lâm Cường bỗng tối sầm, anh ta đối với Lưu Hiểu Hàm có thể nói là nhất định phải có được, hơn nữa cũng không cho rằng có ai có tư cách tranh Lưu Hiểu Hàm với anh ta, bây giờ nghe thấy Diêu Hân Du nói như thế, trong lòng tự nhiên không vui. Ai dám đánh chủ ý vào Lưu Hiểu Hàm, đó chính là muốn đối đầu với Lâm Cường, điều này không khác vì đang khiêu khích này anh ta. Ai, là người của lớp chúng ta sao? Lâm Cường nhìn chằm chằm Diêu Hân Du mở miệng nói: "Không phải là người của lớp chúng ta, cậu trước đừng gấp, người muốn ra tay với Tiểu Hàm là một tên mặt trắng, được bao nuôi, đối với cậu Lâm cậu mà nói, loại người đó chẳng qua là đồ vô dụng mà thôi, muốn thu thập loại người đó dễ như trở bàn tay, tôi nói với cậu cũng chính là nhắc nhở cho cậu." Siêu Hân Du mở miệng: "Trai bao vô dụng, loại người này cũng có tư cách phụ nữ với Lâm Cường tôi." Lâm Cường mặt mày khinh thường nói: Nhìn thấy phản ứng này, Diêu Hân Du lập tức cười lạnh trong lòng, nghĩ không lâu nữa, Lâm Thanh Diện sẽ gặp xui xẻo. Sau đó cô ta nói một lượt những thủ đoạn mà Lâm Thanh Diện dùng để lấy hảo cảm của Lưu Hiểu Hàm cho Lâm Cường, trong đó còn thêm dặm muối, nói Lâm Thanh Diện là người có tâm cơ, là loại đàn ông khi dễ người yếu sợ kẻ mạnh. Sau khi Lâm Cường nghe xong, lập tức hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, loại vô dụng này, vậy mà dám đánh chủ ý của Tiểu Hàm, cậu yên tâm, bao giờ về tớ nghĩ cách thu thập thứ đó, dạy dỗ anh ta nên làm người thế nào. Siêu hân du mặt mày vui mừng, có Lâm Cường giúp xử lý Lâm Thanh Diện, chuyện này chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Khi mọi người đợi những người còn lại đến, một chiếc taxi dừng ở trước cửa quán bar, Lâm Thanh Diện bước xuống, đi vào bên trong quán bar. Siêu hân du liếc mắt thì nhìn thấy Lâm Thanh Diện, mặt mày kinh ngạc, sau đó lẩm bẩm tự nói với mình, cái tên không biết xấu hổ này, mồm nói không đến, không ngờ vậy mà ở sau lưng lại bám theo, có điều như thế cũng tốt, trực tiếp kêu Lâm Cường thu thập anh, xem anh sau này còn ở trước mặt tôi huynh hoang nữa không. Cô ta vội vàng đi về phía Lâm Cường, đưa tay chỉ Lâm Thanh Diện, mở miệng nói, người đó chính là tên mặt trắng mà tôi nói với cậu, không ngờ anh ta vậy mà cũng đến đây, tôi thấy anh ta đến kiếm chuyện, cậu Lâm, cậu không thể bị loại vô dụng này quay mặt được. Lâm Cường thuận theo tay của Diêu Hân Du chỉ mà nhìn qua, mắt lập tức híp lại sau đó bèn gọi mấy nam sinh đi về phía lâm thanh diện bọn họ cản lâm thanh diện lại khí thế đùng đùng mang theo loại khí thế muốn đánh nhau với lâm thanh diện lâm thanh diện thấy mấy thanh niên này cản đường mình cùng diêu hân du ở một bên vui vẻ khi người ta gặp họa trong lòng cũng có hơi ngạc nhiên không ngờ quán ba bọn diêu hân du đến vậy mà là mộng thiên đường lâm thanh diện anh không phải nói không đến sao thế nào bây giờ lại mặt dày đi theo rồi tôi phát hiện con người này của anh thật sự đủ đê tiện mời anh đến anh không đến lại cứ muốn lén lút đi theo chẳng lẽ mấy người làm trai bao lại thích lại chuyện rình dập này sao siêu hân du không khách khi diếu cợt một câu lâm thanh diện liếc nhìn diêu hân du mở miệng nói tôi đến chỗ này tìm bạn vậy thì có liên quan gì đến cô Hừ, ít ở đó mà phân bua đi anh rõ ràng chính là lén lút đi theo chúng tôi đến đây anh sớm không đến tìm bạn muộn không đến tìm bạn lại cứ vào lúc này tìm đến Ai tin chứ? Siêu Hân du mặt mày khinh bỉ nói. Lâm Cường bước lên một bước, anh ta cao lên Lâm Thanh Diện không ít, dùng ánh mắt coi thường liếc nhìn Lâm Thanh Diện, mở miệng nói, nghe nói anh là loại người ăn bám. Suy nghĩ của loại người như anh, tôi hiểu, không phải muốn ăn không đợi chết sao, anh muốn ăn bám tôi không quản được, nhưng anh đánh chủ ý vào Tiểu Hàm, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Lâm Thanh Diện bất lực nhìn những người trước mắt, trong lòng anh biết rõ những người này chắc chắn đều bị diêu hân du xúi dục đến đây tôi nghe không hiểu anh đang nói gì tôi không có đánh chủ ý lên bất kỳ ai nếu như không có chuyện gì khác thì tránh ra bạn tôi còn đang đợi ở bên trong lâm thanh diện nhàn nhạt mở miệng ai à, vậy mà còn giả vờ với tôi sao hả anh không ăn thiệt một chút thì nghe không hiểu tiếng người sao lâm cường khua khua nắm đấm trước mặt lâm thanh diện người đằng sau lâm cường mặt mày cũng đều khinh thường nhìn lâm thanh diện lúc trước khi Diêu Hân Du nói về Lâm Thanh Diệt, bọn họ cũng đều nghe thấy. Lúc này Lưu Hiểu Hàm cũng chú ý đến tình hình bên này, nhìn thấy Lâm Thanh Diệt bị Lâm Cường dẫn người vây lại thì vội vàng chạy đến. Lâm Cường, cậu làm cái gì? Lưu Hiểu Hàm khẩn trương nói một câu với Lâm Cường. Tiểu Hàm, tên này muốn đánh chú ý lên cậu, Hân Du đã nói rõ với tôi rồi, người này chính là loại trai bao tâm cơ sâu, như tiếp tục như thế, cậu chắc chắn sẽ bị anh ta lừa, cho nên tôi thay cậu dạy dỗ anh ta một trận. Lâm Cường nói một câu với Lưu Hiểu Hàm. Lưu Hiểu Hàm nhíu mày, nói cậu nói linh tinh gì hả, cậu mau thả Lâm Thanh Diện ra, cậu dựa vào đâu mà vô duyên vô cớ dạy dỗ người ta. Lâm Cường thấy Lưu Hiểu Hàm vậy mà bảo vệ Lâm Thanh Diện như vậy, trong lòng bỗng chốc không vui, anh ta ngoảnh đầu nhìn sang Lâm Thanh Diện, nghiến răng nghiến lợi nói một câu, không ngờ anh vậy mà thật sự giỏi như vậy, tiểu hàm thế mà bị anh lừa thành như thế này, hôm nay không thu thập anh, ông đây không phải họ lâm nữa nói xong lâm cường liền dẫn các bạn học nam ra tay với lâm thanh diện đợi đã lưu hiểu hàm lớn tiếng hét lên một câu tiểu hàm chẳng lẽ cậu còn muốn thay cái tên ăn bám này nói chuyện sao lâm cường quay đầu lướt nhìn lưu hiểu hàm không phải tôi khuyên cậu tốt nhất đừng động thủ với lâm thanh diện nếu không các cậu sẽ bị anh ta đánh cho đến mức phải tìm răng trên đất đó lưu hiểu hàm thiện ý nhắc nhở một câu chương 530, có chút tự mình biết mình. Lâm Cường nghe thấy lời nói của Lưu Hiểu Hàm, trên mặt lập tức lộ ra một tia ngạc nhiên, hắn ta không ngờ Lưu Hiểu Hàm lại cảm thấy những thanh niên trẻ tuổi mạnh mẽ như bọn họ sẽ bị thằng cha ăn bám như Lâm Thanh Diện đánh đến tìm răng đầy đất. Đây quả thực chính là đang vỗ nhục anh ta. Tốt xấu gì giá người anh ta cũng 1m9, bình thường ngày ngày tập sim, dù có thế nào cũng không thể ngay cả một tên ăn bám cũng không xử lý được, không lẽ lưu hiểu hàm đã bị thằng cha này gạt đến trình độ này rồi vậy mà lại cho rằng tên này có thể một mình quật ngã nhiều người bọn họ như vậy vẻ mặt của mấy nam sinh ở đằng sau lâm cường cũng không phục hiển nhiên đều không tin lời của lưu hiểu hàm bọn họ sức lực dồi dào tuyệt đối không tin nhiều người như vậy còn không xử lý được một tên ăn bám tiểu hàm em đang đùa với bọn anh đó sao chỉ dựa vào hắn ta cũng muốn đánh bọn anh đến tìm răng đầy đất đây không phải là trò cười sao Lâm Cường không nhịn được lửa giận trong lòng mà nói một câu. "Tôi không có nói đùa, Lâm Thanh Diện vô cùng lợi hại, mấy người các người thật sự không phải là đối thủ của anh ta đâu." Lưu Hiểu Hàm nghiêm túc nói, cô ta vốn không có bất kỳ ý đùa giỡn nào, sau khi thấy Lâm Thanh Diện ra tay xong, cô ta vô cùng rõ sự khủng bố của Lâm Thanh Diện. Điều này khiến trong lòng Lâm Cường càng thêm phẫn nộ anh ta cảm thấy bản thân mình hôm nay nếu như không dạy dỗ lâm thanh diện một trận trước mặt đám đông thì thật sự là không bằng cả một tên ăn bám rồi chỉ tên hèn nhát này thì có thể lợi hại thế nào anh thấy chỉ một mình anh cũng đã có thể giải quyết hắn ta rồi nói đúng lắm thằng cha này trông bình thường sao có thể một mình quật ngã tất cả chúng ta chứ lưu hiểu hàm cô chắc chắn là bị hắn ta gạt rồi trực tiếp lên đi dùng nắm đấm chứng minh giải quyết hắn không phải là được rồi sao các bạn học đằng sau Lâm Cường háo hức muốn thử, muốn chứng minh lời nói của Lưu Hiểu Hàm là sai. Lâm Cường không do dự nữa, trực tiếp phung một đấm về phía người Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện nhấc tay lên, một tay túm lấy cổ tay của Lâm Cường, khiến cho nắm đấm của hắn ta không thể tiến lên trước một chút nào nữa. Lâm Cường muốn dẫy thoát ra, nhưng kinh ngạc mà phát hiện, dù cho mình có dùng sức lực lớn đến thế nào thì cũng không thể rút tay mình ra khỏi tay của Lâm Thanh Diện phải biết hắn ta là một tên cuồng diêm, cơ thịt trên người có thể nói là săn chắc, có thể đứng túm lấy cánh tay của hắn ta, khiến hắn ta không thể rút lại một chút xíu nào như vậy, thì chưa từng xuất hiện qua. Mẹ nó buông ra cho ông, Lâm Cường thật sự không còn cách gì nữa, hết lên với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện hất cánh tay của Lâm Cường ra, khiến cho cả người hắn ta lùi về sau tới mấy bước. Các cậu vẫn còn là học sinh, tôi không muốn ra tay với các cậu, bạn của tôi vẫn còn đang đợi tôi, Mấy lời của các cậu hồi nãy tôi cũng không so đo với các cậu nữa, hy vọng các cậu tốt nhất là có chút tự mình biết mình đi. Nói xong, Lâm Thanh Diện liền đi vào trong quán bar. Lâm Cường lúc nãy bị Lâm Thanh Diện làm như vậy, khiến cho có chút kiên rẻ, nhất thời không dám đuổi theo ra tay với Lâm Thanh Diện nữa, cứ như vậy mà nhìn Lâm Thanh Diện đi vào trong quán bar. Mãi đến khi bóng ảnh của Lâm Thanh Diện biến mất, Lâm Cường mới phản ứng lại, nhưng lúc này hắn ta đã không dám đuổi theo nữa bởi vì mộng thiên đường là địa bàn của lưu bang vận hắn ta không dám gây chuyện vô duyên vô cớ ở địa bàn của lưu bang vận siêu hân du ở bên cạnh xem kịch nhìn thấy lâm thanh diện cứ như vậy mà đi vào trong rồi lập tức có chút sốt sắng mở miệng nói với lâm cường cứ để hắn ta đi như vậy sao thằng cha đó hồi nãy thật sự là quá hoành hoang rồi cậu cả lâm cậu không xử lý hắn ta sao lâm cường nhìn diêu hân du một cái hư lạnh nói bên trong là địa bàn của lưu bang vận vô cớ sinh sự chỉ gây thêm rắc rối thôi, nhưng tên này vậy mà lại dám hoanh hoang như vậy, tôi tuyệt đối sẽ không thể bỏ qua cho hắn ta, đợi lát nữa có cơ hội tôi sẽ dạy hắn ta làm người. Hôm nay chúng ta đến chơi, chúng ta vào đi, đừng để một tên ăn bám phá hỏng tâm trạng của chúng ta. Một đám người gật đầu hùa theo, cảm thấy Lâm Cường nói có lý, lũ lượt biểu thị không so đo với một tên ăn bám nữa. Lưu Hiểu Hàm thấy không có đánh nhau mới thở vào một hơi, nếu như hồi nãy thật sự đánh nhau, kết cục của bọn người Lâm Cường chắc chắn sẽ rất thảm. Lâm Cường quay đầu nhìn sang Lưu Hiểu Hàm một cái, trong mắt lộ ra dã tâm chiếm hữu. hôm nay hắn ta mời ra ngoài chơi, chính là vì để theo đuổi được Lưu Hiểu Hàm, cho nên chuyện giải quyết Lâm Thanh Diệt, phải đợi để hắn ta cua được Lưu Hiểu Hàm rồi mới nói. Một đám người đi vào trong quán ba mộng thiên đường, rất nhanh đã vứt chuyện hồi nãy ra sau não rồi. Mộng thiên đường thân là địa bàn của đại ca thế giới ngầm thành phố T, ở cả thành phố T này, là một trong những nơi có chi phí cao nhất, chỗ này nhân khí sôi nổi, ra vào toàn là những tuấn nam mỹ nữ, thứ để chơi bên trong cũng vô cùng nhiều, thu hút các loại nam nữ trẻ tuổi. Ánh sáng bên trong quán bar rất tối, ánh đèn năm sáu màu sặc sỡ không ngừng quét qua cơ thể của mọi người, thanh âm đinh tai nhức óc kích thích hút mần trong cơ thể của tất cả mọi người. Lâm Cường vừa đi vào, liền lấy ra một tấm thẻ cho nhân viên phục vụ, để nhân viên phục vụ lên rượu cho bọn họ, đám người nhìn thấy bộ dạng hào phóng của Lâm Cường, vẻ mặt đều hâm mộ. Siêu Hân Du nhìn thấy hoàn cảnh trong quán bar, trong lòng nghĩ loại bám váy đàn bà như Lâm Thanh Diệt, nếu như người bao dưỡng anh không cho anh tiền thì tuyệt đối không thể chi trả nổi ở nơi như thế này, bây giờ Lâm Thanh Diệt chắc chắn đã len lén chui vào toilet để đợi rồi. Hừ, theo tới đây thì đã sao, không lẽ vào được đây rồi, thì anh còn có thể chi trả tiêu xài được như Lâm Cường sao? Có làm sao thì anh cũng chỉ có thể nhìn ngóng từ xa mà thôi, một tên ăn bám vậy mà cũng có ý với cô gái khác nếu như để tôi biết người bao dưỡng anh là ai nhất định sẽ tiết lộ chuyện này ra để anh ngay cả ăn bám cũng không ăn được nữa siêu hân du lẩm bẩm mà lúc này ở bên trong của phòng bao hào hoa nhất mộng thiên đường một một hàng gái hạng nhất đang đứng xếp hàng ở cửa trên bàn trong phòng bao đặt nhiều loại rượu quý giá và đồ ăn nhẹ đặc sắc loại đãi ngộ này bình thường chỉ có khách hàng cao cấp nhất mới được hưởng thụ mà thôi rất nhanh cửa phòng bao bị đẩy ra lâm thanh diện từ bên ngoài đi vào đám con gái đứng ở cửa lập tức thi lễ với lâm thanh diện và dùng thanh âm vô cùng dịu dàng mà nói với lâm thanh diện hoan nghênh ngài lâm lâm thanh diện bị thanh âm của đám gái xinh đẹp này làm sởn cả gai ốc lưu bang vẫn đứng dậy khỏi ghế sofa đi về phía lâm thanh diện với vẻ mặt mang đầy ý cười mở miệng nói ngài lâm ngài có thể đến chỗ tôi thực sự là quá vinh hạnh cho tôi rồi a à mấy cô gái này đều là do tôi tận tâm chọn lựa ngài lâm xem thử thích ai để bọn họ uống rượu với ngài lâm lâm thanh diện có chút cạn lời mà nhìn lưu bang vận một cái nói không cần đâu bảo bọn họ ra ngoài đi lưu bang vận đảo đôi con ngươi vội vàng nói với đám gái xinh đẹp kia không nghe ngài lâm nói gì sao đám người nhan sắc tầm thường các cô không lọt vào mắt ngài lâm còn không mau ra ngoài đi đám gái đó lập tức đi ra bên ngoài phòng bao Lâm Thanh Diện đi đến trước sofa ngồi xuống, Lưu Bang Vận ngồi ở bên cạnh anh, cười nói, thân phận ngài Lâm cao quý, quả thực là do tôi suy nghĩ không chu đáo, với thân phận của ngài chỉ e là chỉ có cô chủ cả nhà họ tô nổi tiếng gần đây mới xứng thôi. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 530